im là được. Dạ, ý tôi định nói là bữa nay tôi quyết định qua đây là để hùng hồn nó. Chú Tư. Dạ, chào bác. Cho qua đồ tiền ha. Trời ơi, chưa tới tháng mà sao qua đồ tiền kỳ vậy? Má, nói chuyện gì kỳ cục quá. Dạ, má. Dạ, hôm nay anh Tư mang nồi lẩu dê qua cho nhà mình, điếu nhà mình dùng. Vậy thôi nha. Nói chung hai giờ bác Bí về. Mỗi lần con gặp bác Bí cái con Bí làm sao á. Thì thôi về nấu Bí ăn đi. À, dạ thôi, cho con xin cái nồi viền nấu Bí. Chú Tư mới qua chơi, cho chú Tư lại uống nước. Biết nó rồi. Thôi. Dạ, chú, cảm ơn. Để chú về nấu. Dạ. Tôi về nấu Bí ăn nghe. Chú về nấu Bí ăn chứ đây Bí Bí. Dạ. Chào bác Bí. Dạ. Bí rồi. Dạ. Chào mọi người. Thôi về mạnh giỏi ha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tư. Trời má, tự nhiên má về má nấu gì kỳ cục hả? Kể từ cái lúc mà cái nhà ở bên quận Tư của mình bị xiết nợ rồi đó, rồi cái mình lang thang, rồi anh Tư anh mới thấy anh tội nghiệp, anh cho mình về đây ăn nhờ ở đậu, bao giờ lấy tiền nhà đâu mà anh. Trời đất ơi, đừng có ỷ là cho mượn tiền rồi cho ở mấy tháng tiền nhà không đòi, rồi bắt đầu cua con gái tôi rồi tôi gả. Đâu dễ dàng vậy? Trời ơi, con tôi phải có cái giá của con tôi chứ. Đĩa mà bà đập neo cái ngạ. Gì vậy? À, có sao không? Má tự tin quá. Má là bút nó sạch. Ủa má, nếu mà má nói đĩa đeo chân hạt vậy con là đĩa hả má? Thằng ơi, mày đần y như thằng Sáng vậy đó. Tại con là hạt chứ đĩa gì vậy? Con là hạt hả? Ừ. Trời không dám đâu, con hạt bầu hạt bí gì có. Trời ơi, đĩa nào dám đeo con. Thôi mà con nói chuyện với má nữa. Đem xách xe chạy vòng vòng có gì em thu mua luôn. Sáng giờ không có đi mua được gì trơn trời á. Má nhà má canh giả giùm con nha. Rồi, đi dạ. Đi. Mai mốt có con đĩa nào mà đeo cái là phủi nó liền nghe chưa? Không có cho nó bu à. Dạ thưa má. Ở đây là đường Sài Gòn chứ không phải là cái đường quê mà đĩa nào mà đeo. Tối ngày dặn hoài. Đi lẹ. Ba. Sao ba kêu tụi con ra đây mà ba không nói gì hết vậy? Dạ, ba không biết phải nói làm sao để cho tụi con hiểu nữa. Nói chung ngày hôm nay ba tề tụ anh em tụi con về đây đông đủ là muốn nói cho tụi con một chuyện quan trọng mà ba mong rằng khi ba nói ra điều này xong rồi hãy giúp ba thực hiện tâm nguyện cuối đời này. Ba ơi ba, không lẽ chuyện nó tới nhanh như vậy sao ba? Bởi vậy ba mới kêu anh hai con ra ba giận dỗi như vậy. Xin lỗi ba. Con hứa với ba là con sẽ học hành đàng hoàng để con lo cho ba, lo cho anh hai. Ba đừng bỏ tụi con mà ba, con năn nỉ ba. Ba đừng bỏ tụi con mà. Ủa vậy vậy? Chị đang nghĩ gì trong đầu chị? Con biết anh là ba sắp chết rồi. Trời đất ơi, ba chết rồi nào. Thì lúc nãy ba nói cho tụi con phải giúp ba hoàn thành tâm nguyện cuối đời của ba đó. Ờ đó, con này nó cũng dễ, sao nó diễn sâu dễ sợ con ơi. Bởi vì ba không có nói rõ làm con Ti. Ti bây giờ mày bình tĩnh đi. Mày là một con người có đầu óc thiển cận quá, mày không nhìn ra ba đường đường là một người đàn ông phong độ như vậy. Đúng rồi. Mày thấy không, nghĩ sao mà ba bệnh gì? Đúng rồi. Mày thấy dạo này ba hay mặc áo bông không? Ừ. Tại vì ba muốn lộ. Ba cứ lộ đi, xã hội bây giờ họ thoáng rồi nha ba. Lộ bà nội cha mày chứ lộ. Trời đất ơi trời. Đứa thì nói là trời ơi cho ba chết, còn đứa thì nói ba lộ. Điên hả? Thì nãy giờ ba có cái chuyện gì thì ba nói rõ ra đi. Trời ơi, bây giờ ba phải nói làm sao nữa. Ý của ba đó là ba muốn mở quán nhậu. Ba, con hiểu rồi. Ba muốn mở quán nhậu là do ba thèm nhậu. Ba thèm nhậu là nhậu nhiều. Sớm muộn thì ba cũng chết thôi ba ơi. Bị khùng hả trời ơi, tôi mở quán nhậu ra là tôi để lấy cái tiền đó tôi nuôi anh chị tôi trang trải trong nhà ngoài phố, hiểu không? Cái vụ này con nói với ba mấy lần rồi, ba đâu có chịu đâu. Sao tự nhiên bữa nay mày đổi ý vậy? Ba có lộn động lực gì? Trời ơi, thì bây giờ ba già, ba lớn tuổi rồi, thấy không? Đi làm cu ly cho người ta hoài. Rồi lỡ bạn bè tụi bay tới rồi đó, thấy ba đi làm cu ly rồi tụi bay quê. Bây giờ ba phải làm chủ để tụi bay khi mà bạn bè tới, thấy không? Tụi bay vẫn ngẩng mặt lên nhìn đời được là ba tụi bay là chủ, tụi bay là sắp kế thừa, hiểu không? Ủa ba, nói tóm lại nãy giờ là ba nói là ba làm để ba lo tụi con hả?
chú lo cho ai trời. Trời ơi, ba ơi, ba lo sao ba ơi, mốt hả con cưới đại gia, con lo ba suốt đời luôn á. Cá! Gì vậy? Rồi, ba hả ba? Đại gia bây giờ bị đuôi hết rồi hả ba? Ở nhà đó, coi như lúc ba đi là mày xào gan cho em ăn dữ lắm không con? Nó gan quá con ơi. Đại gia bây giờ á ha ông con, người ta có tiền là người ta đi cắt mắt nè, người ta đi bắn tia laser cho người ta đỡ đuôi. Mà con, nghĩ sai con. Mày không giống má mày chút nào hết trơn đó. Má mày đẹp lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Còn mày, mày nhìn lại mày đi. Bây giờ muốn lấy đại gia mày đi cắt mắt nè không? Sửa mũi nè, sửa miệng nè, bơm ngực nè, đó, nâng mông nè, thấy không, rồi kéo dài dò nằm 7-8 tháng nè. Mà đặc biệt nha, sửa não là luôn con, sửa hết tất cả mới lấy chồng được, hiểu không? Ba mẹ đẻ con ra đó. Thì đó, mày không giống tao được chút nào hết trơn á đó. Tại đi chơi game riết á, cái nó ảo tưởng sức mạnh. Chắc nó đang nghĩ là thủy thủ mặt trăng á ba. Thôi, bây giờ mà có cái phi thuyền á, tao phóng nó lên trên trăng cho hết điên á. Con này khùng ghê. Ba nói cái vụ mà tiền mặt bằng mình thuê, ừ, được. Tiền bàn ghế mình có được, ừ. Mà bà kêu cái vụ mà nhân lực hùng hậu là sao? Nhà mình có ba người à, mà chưa kể con quỷ này. Con đố ba sai nó thì làm được cái gì luôn á. Này nha, nói vậy giống như là em tệ lắm vậy. Thôi, hai đứa bay đừng cãi nữa. Tôi biết ngó xa mà tôi mới biết ngó kế bên nha. Kế bên nhà mình có một cái lực lượng đấu hề hước vui nhộn, đúng không? Có mấy người đó là được lắm mà. Bây giờ con mới hiểu. Như vậy là ba mở cái quán này ra là có ba mục đích. Đúng. Giúp ba nè. Ừ. À, giúp tụi con. Rõ ràng. Và giúp cho người ấy 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 ấy. Quỷ này mày hay vậy. Người ấy ấy là ai? Còn người ấy ấy là con nít rồi biết làm cái gì đó. Vậy hai người đang nói cái gì mà con không hiểu vậy trơn á? Nói con nít con nâu không hiểu thì thôi, đi hiểu chuyện người lớn làm cái gì. Thôi, ba thấy con ra ngoài bàn tiếp. Ra ngoài bàn tiếp con à. Hey. Cái gì vậy? Mẹ, ba với anh Hoài nói cái chuyện gì mà con không hiểu gì hết trơn à? Quán này hả chị? Ừ, cái chỗ này trống trống được rồi chứ bên kia đông rảo quá, tôi không thích đông đâu. Ngồi đây đi. Chỗ này vắng vắng, chỗ nào vắng vắng thôi. Chỗ này nhìn ra chỗ này thoáng nè bay. Tôi thấy chỗ này hợp phong thủy. À, nên ngồi. Ngồi đi. Dạ em. Mình dùng gì ạ? Uống trà đá được rồi, cảm ơn em. Uống được đó. Dạ đây đó trà đá, còn anh chị phải kêu trong menu nè. Ủa kêu đây đó hả? Dạ. Em chờ chút nha. Ừ rồi. Có gì kia uống được vậy? Dạ. Không kêu hả? Cho em một cái xúc. Dạ anh, vậy anh chị dùng gì vậy? Hết cái menu á. Hết cái menu rồi, từ từ mình chọn sau. Là hồi nãy ăn cơm ở nhà mới uống nước xong nò. Nò quá, nò quá, nò rồi. Chờ một chút nữa chủ sĩ tới kêu nhiều hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Hả? Sao anh Tư anh hẹn mình, sao ảnh muốn nói chuyện gì ảnh không qua nhà mình, anh nói đại đi. Anh hẹn ra quán chị cho tốn kém. Trời ơi, em nhìn vô cái đó hết hồn quá chị. Món nào muốn ấy mấy chục ngàn không? Mày hỏi lãng giang quá, nếu mà chị biết thì chị dẫn ra đây làm cái gì? Dạ anh Tư. Dạ anh Tư. Nguyên nhà tới đợi tôi nãy giờ lâu rồi. Dạ dạ. Cũng mới tới à anh Tư. Kẹt nấu cái nhà đưa đồ cho người ta rồi tôi mới đi ra đây dạ, được. Dạ dạ. Xin lỗi anh Nai, nhà điểm số hơi vắng tại vì dạ ở nhà nó hơi mệt, má ở nhà chăm sóc nó rồi. Ủa còn bà ngoại ở nhà chăm sóc luôn dạ, á. Dạ dạ dạ, ở đây đại diện. Dạ. Để có 4 thành viên là về học lại là cũng được rồi. Dạ. Ủa cho như gia đình sao ra uống nước trà không vậy nè? Dạ tại không có tiền. Dạ. Không có anh. Ta chờ anh. Gia đình chờ anh ra để có gì chờ chờ. À là kêu chung cho vui vậy. Dạ đúng rồi. À, được rồi, chú hiểu mà. Mình ở với nhau mà bao nhiêu lâu nay không hiểu nó được. Nói chung là lát hồi là coi như là nhỏ phục vụ ra kiểu tưng bừng đi, coi như là bữa nay là tôi trả tiền. Yeah. Dạ. Để nó vui cho vui dạ, chứ chị. Đừng có dằn nó lại. Dạ, dạ. Anh Tư. Hôm nay gia đình được mời tới đây với không khí vui vẻ thoáng mát vậy là cũng rất là vui. Dạ. Nhưng mà cũng rất là hồi hộp, không biết anh Tư định nói gia đình tôi chuyện gì. Dạ. Tôi muốn mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cao độ
để tôi thông báo một chuyện đại sự. Dạ. Dạ thưa anh, anh nói vậy thì tôi đầu hai thứ tóc rồi, cái tôi cũng đủ hiểu. Mà tôi nghĩ chuyện này á, gia đình mình, nhà mình gần nhau, anh bước qua cái sổn cái anh nói thẳng mặt tôi được rồi. Mắc chi chạy ra đây chỉ cho tốn tiền thì không biết nữa. Dạ thôi đủ hiểu rồi, mấy đứa gì dọn đồ. Ủa dạ. Dạ. Ủa, chưa. Tôi đâu nói chuyện gì đâu mà về dọn đồ. Dạ thì ý anh nói chuyện quan trọng là ý anh kêu họp gia đình ra đây. Rồi cái anh nói là tại vì gia đình tôi thiếu tiền lâu quá nên thôi bây giờ trả tiền hết đi rồi dọn đồ đi, đúng không? Ý tôi là nó không có phải. Ý tôi là cái chuyện này là chuyện liên quan tới từng người trong nhà của chị. Từng người, ai có nói đi, từng người. Dạ. Cái số tiền mà em thiếu anh, cái đó em mượn riêng anh. Thiệt tình là tới giờ vẫn chưa có. Lỡ dính vô cái vụ đó đó anh hiểu mà. Sao? Mày mượn tiền gì của anh Tư đó vậy? Khổ chị hổng kẹt tiền quá mượn đỡ. Trời đất ơi, tao trả chưa hết cái nợ cũ, bây giờ thêm cái nợ mới nữa là sao sao? Trời đó, cái thằng Sáng nó mượn tiền coi như nó xây sở chuyện riêng của nó thôi, hiểu không? Là cái tiền đó tôi không có đòi liền bây giờ đâu. Ý tôi nói chuyện đó hả? Không phải chuyện tiền. Thấy chưa, chị anh đâu phải miệng em ra nói chuyện đó mà chị đi. Tiền ý chuyện khác nữa. Con xin lỗi chú Tư. Bữa con có qua nhà chơi với bé Ti á. Ừ, chú biết vụ đó. Dạ, cái thấy dép của anh Trinh đẹp quá, cái con đĩa. Cái máy giờ chú biết rồi, con trả lại cho chú nè. Trời ơi, có đôi dép mà mày cũng tham được ha ha đâu. Đâu mà ra cái tội ăn cắp giặt này, trả lại cho người ta. Nhanh. Chú lấy đi, con đi chân không về được mà. Giữ đi anh cứ giữ đôi dép đi anh, không sao đâu. Trời, nó nói vậy là lỡ đi đường rồi nó đạp miếng chai đồ này nó đứt chân đứt giò, tôi ái nái chết luôn. Dạ. Con ơi con, coi như đôi dép này là dép chú đi ngoài sân ngoài vườn tưới cây thôi, hiểu không? Không có gì đâu, cứ giữ để mà xài. Cho mượn mang về đi. Trời ơi, mượn cái gì cho luôn, cho mượn gì chú cho luôn rồi. Mày giờ không phải cái vụ mà đuổi tụi tôi ra khỏi nhà. Ừ. Không phải vụ của tôi với con tôi. Này bé gái nó có làm gì không? Vụ gì nữa con? Làm bữa con đang buồn bực khi con lỡ con chửi anh Sinh với bé Ti quá trời luôn. Lúc là tại con nên cả nhà mình đó, bị đuổi á. Không, trời ơi, vụ đó nó có về, hai anh em nó có rù rì, nó khóc, nó nói là con này có chửi. Nhưng mà trời, anh em trong xóm, trong nhà nhau chửi có vụ gì đâu. Ai dạy con tính hỗn hảo đó vậy? Có. Xin lỗi anh Tư, dạ xin lỗi anh Tư. Dạ, vậy chắc bà má nhà tôi chửi gì anh đúng không? Má chị chửi tôi là hằng ngày mà tôi quen rồi. Ủa vậy hả? Dạ không sao. Ủa vậy không lẽ bây giờ dạ nó đổi tính nó chửi luôn anh hả? Dạ không, dạ nó bệnh thì đi ngang nó ho trong mặt thôi chứ không có gì. Ủa vậy hả? Ủa vậy rồi, ủa vậy cuối cùng ai chửi? Rồi. Không có gì hết, anh nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Gia đình làm gì rối lên vậy? Ngày hôm nay dạ, tôi mời toàn thể gia đình chị Hai ra đây. Dạ. Là ý tôi muốn á là toàn thể những gương mặt trong gia đình này cùng nhau chung tay góp sức phụ tôi mở cái quán nhậu sắp tới. Quán nhậu cùng làm quán Tư Điền. Trời ơi. Ok liền. Giúp tôi nghe. Cô đợi con chút, cô đợi con chút. Lẹ tay lên con xin đâu. Em đó nha trai. Để gì hả? Còn món gì nữa không hả chị Hai? Dạ con, có món. Dạ. Con. Đi con. Bằng dưới, bằng dưới à, bằng dưới. Rồi, dạ. Nhầm tay lên xin đâu. Món mới luôn. Ê. Thôi mà sắp sắp lại ha. Dạ. Xin ơi, bé Tây ơi. Dạ. Con nè. Bưng này ra cho bạn cuối đi con. Đó. Ê, tôi cũng kéo tay thôi. Khéo. Được. Tính tiền em ơi. Dạ. À, hai món này. Này rồi. Dạ rồi, của anh 170 á anh. Quán này đồ ăn ngon mà rẻ dữ trời. Dạ, quán mới khai trương á, đang có chương trình giảm giá 10% á. À dạ chị có cần cái gì thì chị gọi thêm nha. Cho em thêm nước lẩu được không anh? À dạ. À, chị ơi, nước lẩu còn nhiều quá mà chị. Trời em nghèo quá. Trời đất ơi. Con trai gì mà trắng dữ thần vậy nè. Có xài kem không đó? Dạ. Trắng quá trời quá đất. Trời
dạ... mắc cỡ. Dạ chị, có gì chị gọi thêm nha chị. Dạ. Gì? Thấy không? Gái lưới đang ngồi chỗ công cộng tìm cách khiều khiều đó, đúng cái tay của trai vậy nè. Nhìn có được không? Tôi nói thiệt nha, cái mấy gái loại này á, để chổng ấy chơi cho coi. Đang làm cái gì á? Không, tôi... Đừng nắm tay. Tôi minh họa cho anh coi cái chuyện nãy. Minh họa là nhột nhạt. Sao gì? Ok, hai bà Đạt nói này là tiếng Anh, tiếng U mà. Tôi học lớp Lan được mấy chữ. Vậy à, mà tôi hả? Thấy nghe nè. Vậy? Nãy thấy làm sơ bộ nghĩ chứ có hai bàn nè. Sao nay ế vậy? Trời ơi, thì coi như là mới mở quán là ế là chuyện bình thường. Mở quán là mà đông cái là mới là chuyện lạ, hiểu không? Thì coi như quán ế thì chắc cũng thời gian thôi, ráng cầm cự. Nhưng mà nếu sao? Đó, nếu như mà bây giờ đó ha, mà cứ cái đà này hoài là phải đi phát tờ rơi như mấy cái quán kia. Được á, tôi thấy được á. Rồi có coi sáng giường rô rảnh á, kêu tụi nó đi phát. Nè Rô, cầm rửa đi. Rồi ba chơi con phải không? Cái gì? Cứ canh sắp nghỉ là đưa vô. Thì ta ăn xong ta mới dọn cho mày. Chứ không lẽ giờ người ta đang ăn đó kêu đứng vậy lấy cái dĩa cho em nó rửa cho sạch cái rồi mang ra lại cho ta hả? Mệt bao quá. Cầm đâu mày, rửa đi. Trời đất ơi. Ủa mày rửa xong đồ sạch mày để đâu vậy? Nè, mày rửa xong mày quăng xuống lại cho nó dơ hả? Không có. Hèn chi từ sáng tới giờ mày ngồi mày rửa hoài không có cái chén sạch nào để đi bưng cho người ta. Cái rửa gì kỳ vậy con? Ủa chứ ba biết rửa không? Biết sao không mày? Ở ba ngồi xuống ba minh họa đi, con nhìn thấy rồi con mới bắt chước theo được. Là ngồi xuống rửa thử mày coi hả? Minh họa đó đúng rồi. Trời có cái chuyện vậy thôi tao chán thiệt luôn. Đây, nó đưa hai dĩa đây, làm minh họa cho coi nè. Đó bây giờ dồn đồ ăn vô chỗ đi, dồn đồ ăn vô cái dĩa kia đi. Rồi đưa cái dĩa đây. Nè đó, giờ nó dơ ha, nhúng vô xà bông nè. Đó. Bắt đầu mình chà nó nè, thấy không? Thấy chưa? Đó, bây giờ mình nhúng vô nước nè. Đó. Nước một, thấy không? Đó, trắng cấp độ 1. Nhúng vô đây. Đó, trắng cấp độ 2. Thấy ghê không? Đó, cỡ này là ăn được rồi nè. Ồ, hay vậy. Thấy chưa? Chứ sao? Mấy ba đồ ba rửa không đi, con vô nghỉ xả hơi tí. Gì vậy? Ơi. Cái công việc này là của con phải ngồi để con rửa. Vậy chứ bây giờ mà ba mà vô đây làm rồi bây giờ ai đi ra ngoài đi dọn? Ba phải vừa phải dọn bàn rồi vô đây rửa nữa hả? Mà tao nói thiệt luôn á, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà đưa tao đi vô mình dọn bàn với ba này? Tao đúng ra tao phải làm công việc khác. Mà rồi làm gì? Thí dụ như tiếp khách chẳng hạn. Thấy không? Kêu tao ra, thí dụ khách tới cái tao mời vô cái anh mời anh ngồi đây. Tao lấy bia ra bắt đầu tao ngồi tao nhậu với người ta. Hiểu không? Tao bàn với người ta. Tao nhậu tao nói chuyện thời sự rồi chẳng hạn. Đó tao kéo khách ngồi tao nhậu thiệt lâu từ sáng tới tối. Còn không thì tao tính tiền chẳng hạn. Đó. Rồi, quán người ta phải quán ba đâu. Chứ là tự nhiên ba ra ba ngồi ba nhậu rồi lát ai tính tiền cho ba? Không, tao mời tao vô vậy đó là tao phải đãi tao nhậu chứ. Rồi ai rảnh đâu mời ba. Thôi ba ngồi ba rửa chén đi, con vô con nghỉ tí, con mệt quá. Thôi công việc ai đã phân công là phải làm, đừng có nói nhiều nữa. Đó, rửa đi. Ôi mệt quá, con không rửa đâu. Thôi mày không rửa, tao không rửa luôn rồi, để vậy đó. Thôi để vậy luôn. Rồi cho khách ta ăn vô luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi chị hai. Lúc nào hai cha con mới cãi ông sùm vậy? Cái quán khách người ta đang ngồi đây. Sao tùm lum tùm la chưa xong vậy đó? Cô hai coi đó, cô hai giao nhiệm vụ cho con với ba con cùng rửa chén mà ba con sáng giờ đi long nhong chơi có mình con rửa sao con rửa kịp? Sao sáng? Trời chị phân công cho em công việc là đi dọn dẹp mấy cái đồ dơ xong rồi vô đây cho nó rửa, nghĩ sao bắt em ngồi chung em rửa với nó? Trời ơi, nhưng mà bây giờ quán đang ít khách thì cưng dọn xong rồi cưng phụ rửa với con đi. Đúng trời rồi. Ơi à. Trời, sao được chị, em làm hai ba việc vậy sao em làm nổi chị? Bây giờ hai anh bay cãi nhau đúng không? Được rồi. Bây giờ tôi tách ra là tôi phân công công việc luôn nè. Đúng rồi đó, thà chị phân công đàng hoàng, ai làm gì làm rồi chén. Tôi đủ việc bây giờ con á. Dạ. Vẫn ngồi rửa chén. Đó, mày thấy chưa? Mày á, con hàng sáng á lên phụ làm bếp với chị, nghe không? Chưa, mày thấy cái chỗ cái vị trí của tao chưa? Tao phải lên phụ chị hai tao làm bếp. Đúng rồi. Lên trên đó cho tôi kìm cậu. Chứ để cậu đi lung tung lang tang trong quán rồi gây sự mất công tôi nữa, ha. Chị hai, bộ em hậu đậu lắm hả chị hai? Không có biết có hậu đậu hay không mà tôi sợ lắm. Lỡ em làm trái luôn quán của anh Tư. Trời ơi, ông Tư, ông nghe cái là ông mai mỏ mày liền nha. Nói chuyện gì đâu á. Em ghẹo thôi chứ em là đã em theo phụ chị là em làm việc rất có tâm, chị hai rồi, yên tâm. Rồi đi không? Lên trên kia cho tôi dễ giám sát rồi luôn, ngồi đây rửa chén mình. Vậy nha. Rồi đó, làm lân quân cái cãi lộn tao đủ hết bây giờ á. Bực bội à. Bà mà con tôi chửi bà bất hiếu rồi đó. Chửi tôi. Em nói gì đâu chị hai, em lên liền chị hai ơi. Lên trên đó có gì đâu mà chảnh mạng. Nói nhiều mày, chỗ tao vẫn ngon hơn chỗ mày.
Ê, ngồi đây nắng nè, ngồi nhúng nước nó mát hơn luôn. Sao mà đen thui luôn, trong khi tao đứng ngoài kia nấu bếp rồi tao ăn nếm. Nhưng mà thà con ngồi đây con không có người giám sát con. Ba lên đó. Cái quán vắng que tao mày hai cha con ngồi chạy hoài. Mà đúng rồi ba. Sao tự nhiên quán chú Tư á ế quá. Có cách nào mình giúp chú Tư không? Chính vì cái quán ế á, bà hai bà mới quạo đó. À là cái vụ chửi mình là dựng cá chém thước đó. Chứ gì nữa, chứ tự nhiên tao hỏi mày có khách đâu mà cứ bắt tao mày cứ dọn với rửa mà có cái gì đâu. Dạ con nghĩ là mình nên kiếm cách phụ chú Tư, giúp chú Tư đông khách đi. Và có cách nào giúp hả? Thời buổi bây giờ muốn thành công thì phải có truyền thông. Mời anh chị vô đây. Lẹ nhanh đâu. Cái áo đâu. Mời lên. Mời anh chị ngồi nha. Rồi đồ ăn ra ha. Dậy nhậu đi. Chị ngồi đi. Rồi khách lạnh ra, Mời lên. Đứng ghi nha. Rồi. Mày làm cái gì vậy, đi ra bưng đồ ăn phụ kìa, nhanh lên. Rồi. Đây nước tương. Rồi em kêu rồi nha. Rồi. Nước tương đây. Rồi. Bên đây ăn gì? Cá đó. Lẹ lên, lẹ tay cho em. Qua đây ba biểu con. Trời ơi. Qua đây biểu coi. Đây nè. Kìa ai kêu kìa. Đây hả? Bông cái khum miếng khô này qua cho cái chú đen đen bên kia kìa. Cái chú đen đen đó. Anh Tư ơi, em xỉn quá anh Tư ơi. Trời ơi, tiếp khách dữ ha. Tiếp khách xỉn quá anh Tư ơi. Trời ơi. Mày chạy bàn tao, mày uống với chắc làm chi. Uống vừa đó các cậu. Mày tiếp khách cho chị á. Thôi, chú xỉn rồi, chú nghỉ đi. Để con tiếp khách giùm cho. Phụ vỗ em. Đây. Chưa chín thôi em. Chưa chín nào. Đây. Ô vui quá sáng là vui, đàn trai hăng hái cho bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bên lâu, muôn sắc huy hoàng cho ngất ngay trời mây. Rồi, nay hát quả theo tôi nữa dữ dằn ha. Rồi chuẩn bị tới đâu rồi, xong chưa nghe, lát hồi khách ta đặt tiệc ta tới liền. Rồi anh Tư yên tâm đi, em là cái tính em không làm thì thôi, em mà đã làm là chỉ có khen chứ không có chê được đâu. Chứ làm là chỉ có khen hả? Bỏ than vô trong lò đi rồi đem ra đi, lát hồi khách ta tới liền đó ông ơi. Rồi bây giờ là em bỏ than vô phải không? Đúng rồi, bỏ than vô. Nè, bưng hai cái lò này qua bỏ than vô. Đó. Hiểu không? Đúng rồi. Bỏ than vô. Đây để tôi phụ cho. Nóng hả anh Tư ạ? Nóng dữ dằn đó, dữ nóng đó. Không tay cẩn thận đó. Rồi để qua đây đi. Rồi. Khách sắp tới chưa anh Tư hả? Khách đây chút nữa nửa tiếng hồ nữa người ta tới rồi. Rồi nhanh tay ha. Rồi tướng gấp than à, hay dữ dằn à. Thổi bằng mỏ thì rồi lát hồi dụng than nó bay lên vô con mắt rồi đuôi luôn á ông ơi. Rồi vậy em có cần mang ra để sẵn cái bàn không anh Tư? Mang ra rồi để sẵn cái bàn luôn. Rồi xíu nữa mình dọn đồ ăn luôn anh Tư ha. Xíu nữa dọn đồ ăn luôn. Gấp lên anh cũng lẹ lẹ tay vậy chứ lên trời anh chắc là từng cộng vậy là chết rồi anh Tư ơi. Trời ơi tôi làm kỹ lắm, đánh tôi kỹ lắm. Làm ăn không có chuyên nghiệp vậy anh Tư ơi. Trời ơi tôi làm đầu bếp. Xíu đi anh Tư ơi. Tôi làm đầu bếp nhiều năm đó tôi chuyên nghiệp ông. Nói gì đó, nói gì cho anh phấn khởi. Phấn khởi dữ lắm. Rồi vậy nghe. Để tay anh Tư ha. Vui vậy. Rồi vui không? Hôm nay thấy quán đồng vui. Quán đồng vui. Vui. Quán đồng là thực sự ra là cũng nhờ ra bên gia đình cậu nhiều dữ lắm. Thôi anh có gì đâu khách sáo. Hai bên gia đình mình giúp đỡ lẫn nhau mà, đâu có gì đâu anh. Đỡ lẫn nhau là vui.
Làm gì cho nó hạnh phúc, cảm giác là tiền nó đập vô trong mặt mình vậy. Trời ơi, mới buôn bán được vài bữa mà anh đập vô mặt. Mới mốt mà đắt hàng thôi, cái anh rải tiền xung quanh, anh nhảy lên đâu anh nhúng cho nó đảo. Thì đó, lâu lâu cảm giác tiền nó tới, hiểu không? Hồi đó đi làm thuê làm mướn tao mà. Làm 3 cọc 3 đồng đâu có bao nhiêu. À, nó khách vô, khách vô. Đây, mời mấy em vô, ngồi đi, dạ. Ngồi. Lửa ngồi đi. Vô, bếp làm rồi mình tính sao. Thành... Dạ, dạ, anh ngồi đợi chút nha. Kêu món đây mấy em ơi. Dạ. Ra tiếp khách đi tụi con ơi. Lấy khăn lạnh ra mấy đứa. Nè, lấy khăn lạnh cho mấy anh nè, anh hai ơi. Ở đây mấy cái món cũng thường thôi, có gì đâu đặc biệt. Ờ, trời ơi, đồ ăn hàng ngày. Cho mượn coi. Trời trời, cái quán bán món thường quá vậy, sao ăn? Anh thông cảm giùm em nha, tại quán mới mở cũng có mấy món à. Mà ngon lắm, anh gọi đi ăn thử đi anh. Ngon cái gì mà ngon, món thường sao kêu. Thôi, kêu đại đi. Ở đây có rau luộc không? Dạ có. Cho dĩa thịt chuột. Ủa? Đúng rồi em, cho anh dĩa thịt chuột đi, có không? Dạ, mấy anh ơi, mấy anh mới gọi món gì mấy anh? Thịt chuột á, con chuột á, chuột đó. À dạ dạ, cái đó thì mấy anh thông cảm giúp em. Tại vì quán em mà bán mấy món nhậu bình dân thôi à. Trời ơi, con chuột nó cũng bình dân vậy. Nó cũng bình thường vậy. Ủa cái quán gì ngộ vậy? Cái quán gì bình thường quá vậy? Vậy sao không đặt tên quán là bình thường để tôi khỏi mất thời gian tôi vô? Hả? Bây giờ mấy anh thông cảm, mấy anh gọi mấy món cho menu giùm em nha. Dạ. Quán mở không có món gì mà ăn được hết trơn trời. Cho ba chai bia đi. Dạ dạ dạ, có ba bia. Mì xào thập cẩm. Mì xào thập cẩm. Dạ rồi. Cơm chiên Dương Châu. Dạ rồi anh ơi. Lẩu hải sản. Lẩu hải sản có luôn. Cá la hán xào gián. Cá la hán xào... Dạ dạ anh, anh mới gọi cái món gì vậy anh? Cá la hán xào gián. À, gián xào cá la hán có không? Dạ dạ dạ, ở trong menu đâu có món đó đâu anh. Đại ca, đại ca, mấy này nó khờ ghê luôn đại ca. Còn dễ sợ luôn. Mấy cái món á, làm gì quán tụi bay có. Đại ca, tao chú ý tao kêu món đó là để thiếu mày. Tao cho phép mày nói chưa? Ở nhà tao dặn sao? Dặn sao? Đi đến đây là để phục vụ cho tao, chứ không phải tài lanh. Chủ yếu mình đến đây để làm cái gì? Trời ơi đại ca, một cái câu hỏi hết sức phổ thông, một cái câu hỏi hết sức là bán đồ hàng luôn, con nít trả lời được mà. Đại ca dẫn tụi em vô cái quán nhậu là để đi ăn chứ để làm gì? Chứ làm gì? Đúng không đại ca? Ngu sợ đại ca ngu. Dạ. Ăn hả? Tụi quay có tin mỗi thằng ăn một cái ly không? Hả? À, anh ơi, hay là bây giờ anh coi trên menu rồi anh gọi món gì thì gọi để em vô em làm ra liền cho anh nha anh. Nãy giờ tụi anh giỡn thôi. Dạ, giỡn dạ. Thôi. Dạ. Dạ. Chủ yếu hôm nay tụi anh đến đây là dạ, cho anh gặp chủ quán. Chủ quán á? Ừ. Biết chủ quán không? Chủ quán á. Ăn uống thoải mái đi tụi bay. Ăn đi. Ê, cái quán này hôm nay làm đồ ăn được nè. Cũng được, cũng ngon. Đó. Ngon. Tao thích nhất là cái món này. Bình ừ, thường, bình thường. Tao nói đẹp quay. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên nguyên gia đình đứng xếp hàng ngang làm gì vậy? Ai cũng căng thẳng. Ê, tỉnh me tụi này phải không? Hả? Cái gì? Cười lên được không? Cười lên cho vui. Cười lên cho vui. Cười luôn cái hàm răng. Không có chuyện gì đúng không? Dạ, không có chuyện gì dạ. Vô tới tụi bay. Vô. Hả? Vô. Nè. 1, 2, 3. Vô. Mọi người đi vô trong hết đi. Ở ngoài đây tôi lo liệu được mà. Không có được. Bỏ anh đây mình ở rủi có gì sao được. Tụi tôi phải ở đây là có gì xoay sở chứ. Đúng rồi đó. Có gì ở đây mình đông hơn mà ba. Bên nó có 3 người, bên mình 4 người lận. Ờ, nghe chưa, ở đây đi. Bây giờ mình đứng ở ngoài đây mà mình đông quá, người ta nói mình ỷ đông ức hiếp, người ta gây sự mình nữa, hiểu không? Dắt tụi nhỏ vô trong giùm tôi đi. Cái gì vậy? Dạ, dạ, đi làm gì em, 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 đi. Bộ nó xấu như này hả? Dạ, trời dạ, trời dạ, đâu có ra nhà gia đình hợp hành lại với nhau, coi như là bàn là muốn hỏi chú coi như món ăn của quán tôi ăn được không chú, ngon không? Nói chung là cái quán này mới mở. Dạ. Đồ ăn là cũng được á, ok. Dạ, okay. Cảm ơn. Dạ. Đó. Nhưng mà sao mà thấy quán gì đâu mà vẫn que vậy? Không ai hết trơn trời à.
Dạ từ bữa giờ quán cũng đông lắm, không biết sao nay ba chú bước vô cái quán vắng vẻ hẳn. Tại vì ông không có biết cách. Bây giờ ông muốn quán ông đông không? Dạ muốn chứ. Có cần tụi tôi quảng cáo giùm mấy ông không? Ôi trời ơi, trời, được vậy thì tốt quá mấy chú ơi. Có cần đại không? Đại ca. Ôi ôi ôi. Cái gì? Đại ca rảnh hả? Tụi tụi mình đây đại ca không quảng cáo cho tụi mình nổi tiếng. Quảng cáo cho quán ổng chi? Ê ê ê mày. Sao mày ngu quá vậy mày? Mình là bảo kê. Mình đi tới quán này một lần đầu tiên thì lần thứ hai ghé nữa. Người ta mà không biết tới mình á, tao là con của mày á. Cái thằng này lâu lâu nói được một câu mà tao nghe lọt lỗ tai nè. Quá. Em chưa nói hết. Bây giờ mình á rất là nổi tiếng. Đi đâu ai cũng biết hết. Ủa có không? Có không có. Ai biết? Nhất là mấy anh công an phường. Rành mình 6 câu giọng cổ luôn. Đúng không đại ca? Mày mày. Mày đi làm ăn mày lôi công an vô đây làm gì? Muốn hốt trộn ngổ hả? Ở nhà tao dặn mày sao? Vô đây để cho tao làm gì? Cứ nhảy vô họng tao hồi hoài vậy. Riết là tao mướn tụi quay giống như tụi quay là ông nội tao vậy. Cái gì cũng bắt tao làm. À, dạ 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 thôi thôi. Bực quá mà. Dạ, 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 dạ. Đại ca. Hả? Mà sao đại ca không sai không bảo đi. Mắc gì đại ca làm bèm hoài vậy? Ê mày. Dạ mấy chú bớt nóng à, uống bia ngồi chơi vui đi chứ gây lộn làm cái gì. Bây giờ tôi nói thẳng với ông luôn nè. Dạ. Ông có vòng vo tam quốc gì hết trơn á. Dạ. Tụi tôi giới thiệu, tụi tôi là băng nhóm bảo kê tất cả các quán nhậu trong khu vực này. Ừ. Hả? À, bây giờ mấy ông á muốn làm ăn nên ở khu vực này phải nhờ tụi tôi. Còn nữa, đặc biệt là tụi tôi bảo kê với quán ông hoàn toàn miễn phí. Ôi trời ơi. Ừ. Mấy chú nói mấy chú bảo kê mà mấy chú hoàn toàn miễn phí luôn hả trời ơi? Vậy thì hay quá trời ơi. Ừ. Trời ơi bảo kê miễn phí hay mấy chú hứa nghe. Khoảng từ từ ông cái gì gấp gáp tôi chưa nói hết. Dạ. Đúng là hoàn toàn miễn phí. Dạ. Nhưng mà ông nếu mà ông biết cách chơi á thì mỗi tháng chỉ cần đưa cho tụi tôi 2 triệu thôi. Ai coi như là tiền cặp hơi cặp áo đi lại thôi ha. Đúng rồi đó. Trời ơi. Được không? Mấy chú ơi, như ba chú đây mà uống cà phê tháng 2 triệu là uống trào máu ra luôn rồi chứ giỡn hoài. Trời ơi, trào gì mà trào. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tụi tôi lấy ông mỗi tháng chỉ có 2 triệu là rẻ nha. Dạ. Mấy cái đám kia kìa, nó lấy mỗi tháng gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 6 lần. Trả nổi không? Hả? Dạ. Trả nổi không? Dạ không. Mà ông không có làm theo tụi tôi á là quán ông bị gì là không biết nha, không biết gì hết nha. Không biết gì hết nha. Dạ, tôi biết rồi mấy chú, nhưng mà mấy chú hiểu cũng thông cảm giùm. Coi như quán mới mở ra mà bán buôn cũng không được nhiêu. Mấy chú thương tình, mấy chú giảm xuống phân nửa còn 1 triệu được không mấy chú? Cái này là tụi tôi đang muốn giúp đỡ ông. Mà ông trả giá là sao? Ông coi tụi này là cái gì mà ông trả giá? Dạ dạ. Hả? Dạ dạ tôi không dám nợ giá nữa mấy chú. Dạ. Thằng này nó nói đúng nè. Dạ. Cái quán bên kia một tháng không đưa tiền cho tôi thôi là ngày hôm sau là cái quán tôi đập nát luôn. Tánh bành. Thấy chưa? Nát. Quán này tôi không có bảo đảm đâu. Liệu hồn ông á? Dạ 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 mấy. Em ơi tính tiền. Dạ. Gì tính tiền mày? Hả? Tôi kêu tính tiền nào? Em thấy đại ca đứng dậy tính tiền luôn. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ làm sao mà tao ăn ở đây bắt tao trả tiền? Ủa? Ông dám tính tiền luôn không? Dạ dạ. Hả? Dạ dạ trời mấy chú ơi, trời mấy chú vô ăn vui muốn chết luôn. Tính tiền gì? Thôi coi như cái chầu này là tôi mời mấy chú ăn chơi. Đó. Ông mời. Mày chẳng hà nói lắm đâu thì tôi lắm rồi. Dạ. À, tự nhiên giờ tôi kết ông rồi nha. Dạ cảm ơn chú. Kết ông rồi đó. Dạ. Mày nói nghe, nãy giờ đâu gì căng thẳng. Dạ. Ha? Dạ. Cứ đại tụi tôi bảo kê cái quán ông đi. Dạ. Chứ thấy cái quán này mới mở nhiều chuyện lộn xộn lắm, mất mát như chơi đó. Mất cái gì chú? Đơn giản thôi, quán ông mới mở. Dạ. Nhân viên thì ít. Dạ. Không có bảo vệ. Dạ. Đúng không? Chẳng hạn như là bây giờ lỡ như mà tôi vô lấy bàn nè. Dạ. Ghế nè, chén nè, đũa nè. Dạ. Thậm chí nha, ông đang ngủ nè, tụi nó vô tụi nó chùm bao hố nè, nó bắt cóc ông luôn á. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Rồi chú, cái khu này nó dễ sợ vậy hả chú? Chứ sao đâu phải đơn giản đâu. Đâu đơn giản đâu. Dạ vậy thôi mấy chú nói tới non nước này rồi cái tôi không biết phải cãi gì nữa hết. Thôi tôi gửi tiền mấy chú luôn nha mấy chú. Đó, thấy chưa? Nãy giờ như vậy đi,
cho khỏe. Phải chứ. Vòng 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 hoài. Trời đó. Ơi. Dạ. Hai đều như vậy là đỡ mệt. Dạ. Tế tiền kìa đại ca. Hai. Dạ tôi gửi 2.000. Ông nghĩ sao? Dạ. Từ 2 triệu mà ông đưa tôi 2.000. 2.000 không đủ tôi mua cây cà lem tôi ăn hả? Ông giỡn mặt tôi. Dạ dạ cho chú. Chú cho thiếu 1.998.000 để trả góp từ từ chú. Dạ. Nhây. Nhây. Thôi được rồi. Dạ. Mềm mỏng không chịu. Thì cái quán của ông bị cái gì tôi không chịu trách nhiệm. Tụi bay. Dạ 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 dạ. Dạ dạ mấy chú đừng về mấy chú ơi. Dạ dạ thôi. Bi chết rồi. Tôi giới thiệu, tôi là băng nhóm bảo kê tất cả các quán nhậu trong khu vực này. Ừ. Ha. Bây giờ mấy ông á muốn làm ăn nên ở khu vực này phải nhờ tụi tôi. Còn nữa, đặc biệt là tụi tôi bảo kê cho quán ông hoàn toàn miễn phí. Ôi trời ơi. Ừ. Mấy chú nói mấy chú bảo kê mà mấy chú hoàn toàn miễn phí luôn hả trời ơi. Vậy thì hay quá trời ơi. Ừ. Trời ơi bảo kê miễn phí hay cho mấy chú hứa nghe. Khoảng từ ông cái gì gấp gáp tôi chưa nói hết. Dạ. Đúng là hoàn toàn miễn phí. Dạ. Nhưng mà ông nếu mà ông biết cách chơi á thì mỗi tháng chỉ cần đưa cho tụi tôi 2 triệu thôi. Hai coi như rồi. Là tiền cặp hơi cặp áo đi lại thôi ha. Đúng rồi đó. Trời ơi. Được không? Mấy chú ơi, như ba chú đây mà uống cà phê tháng 2 triệu là uống trào máu ra luôn rồi chứ giỡn hoài. Trời ơi, trào gì mà trào. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tụi tôi lấy ông mỗi tháng chỉ có 2 triệu là rẻ nha. Dạ. Mấy cái đám kia kìa, nó lấy mỗi tháng gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp 6 lần. Trả nổi không? Hả? Dạ. Trả nổi không? Dạ không. Mà ông không có làm theo tụi tôi á là quán ông bị gì là không biết nha, không biết gì hết nha. Không biết vậy trơn nha. Dạ, dạ tôi biết rồi mấy chú, nhưng mà mấy chú hiểu cũng thông cảm giùm. Coi như quán mới mở ra mà bán buôn cũng không được nhiêu. Mấy chú thương tình mấy chú giảm xuống phân nửa còn 1 triệu được không mấy chú? Cái này là tụi tôi đang muốn giúp đỡ ông. Mà ông trả giá là sao? Ông coi tụi này là cái gì mà ông trả giá? Dạ dạ. Hả? Dạ dạ tôi không dám nợ giá nữa mấy chú. Dạ. Thằng này nó nói đúng nè. Dạ. Cái quán bên kia một tháng không đưa tiền cho tôi thôi là ngày hôm sau là cái quán tôi đập nát luôn. Tánh bằng. Thấy chưa? Nát. Quán này tôi không có bảo đảm đâu. Liệu hồn ông á? Dạ 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 mấy. Em ơi tính tiền. Dạ. Gì tính tiền mày? Hả? Tôi kêu tính tiền nào? Em thấy đại ca đứng dậy tính tiền luôn. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ làm sao mà tao ăn ở đây bắt tao trả tiền? Ủa? Ông dám tính tiền luôn không? Dạ dạ. Hả? Dạ dạ trời mấy chú ơi, trời mấy chú vô ăn vui muốn chết luôn. Tính tiền gì? Thôi coi như cái chầu này là tôi mời mấy chú ăn chơi. Đó. Ông mời. Mày chẳng hà nói lắm đâu mày lắm. Dạ. À, tự nhiên giờ tôi kết ông rồi nha. Dạ cảm ơn chú. Kết ông rồi đó. Dạ. Mày nói nghe, nãy giờ đâu gì căng thẳng. Dạ. Ha. Dạ. Cứ để tụi tôi bảo kê cái quán ông đi. Dạ. Chứ thấy cái quán này mới mở nhiều chuyện lộn xộn lắm, mất mát như chơi đó. Ừ. Mất cái gì chú? Đơn giản thôi, quán ông mới mở. Dạ. Nhân viên thì ít. Dạ. Không có bảo vệ. Dạ. Đúng không? Chẳng hạn như là bây giờ lỡ như mà tôi vô lấy bàn nè. Dạ. Ghế nè, chén nè, đũa nè. Dạ. Thậm chí nha, ông đang ngủ nè, tụi nó vô tụi nó chùm bao hố nè, nó bắt cóc ông luôn á. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Rồi chú, cái khu này nó dễ sợ vậy hả chú? Chứ gì đâu, đâu phải đơn giản đâu. Đâu đơn giản đâu. Dạ vậy thôi mấy chú nói tới non nước này rồi cái tôi không biết phải trả gì nữa hết. Thôi tôi gửi tiền mấy chú luôn nha mấy chú. Đó, thấy chưa? Nãy giờ như vậy đi cho khỏe, phải vòng 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 hoài. Trời đó. Ơi. Dạ. Biết đều như vậy là đỡ mệt. Dạ, tế tiền kìa đại ca. Hai. Dạ tôi gửi 2.000. Ông nghĩ sao? Dạ. Từ 2 triệu mà ông đưa tôi 2.000. 2.000 không đủ tôi mua cây cà lem tôi ăn hả? Ông giỡn mặt tôi. Dạ dạ cho chú. Chú cho thiếu 1.998.000 để trả góp từ từ chú. Dạ. Nhây. Nhây. Thôi được rồi. Dạ. Mềm mỏng không chịu. Thì cái quán của ông bị cái gì tôi không chịu trách nhiệm. Tụi bay. Dạ 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 dạ. Dạ dạ mấy chú đừng về mấy chú ơi. Dạ dạ thôi. Bi chết rồi. Còn như này đại ca. Không có đi về. Dạ bây giờ à. Thôi để tôi gửi chú. Ừ. Lẹ đi. Dạ 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 dạ. Cái này là tốt cho ông thôi. Dạ. Tốt cho chúng ta. Dạ chú. Dạ 4 tờ. Ha 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 ha.
Tiền chỗ anh gì vậy? Đại ca, đưa em giật. Cái gì vậy? À, như tờ này tờ giả. Giả cái gì mà giả? Tiền người ta mới kêu, người ta mới lấy về đó. Người ta đã dành thưởng ra, nó giả gì mà giả? Giả cái đầu mà chứ giả. Trời ơi, ngồi xuống. Gì vậy? Dạ không có gì đâu. Gì đã định lục đục hoài vậy? Không chịu trả tiền lại thôi. Dạ thôi. Nghĩ cái gì thì dạ, chịu dạ, thôi. Dạ, dạ thôi, dạ đúng thôi, không? Cái tôi lại tôi mấy chú. Tôi lấy đâu, đúng không tụi bay? Đúng rồi. Dạ, dạ thôi, tôi lại mấy chú rồi. Coi như cái này là tôi ép chú lấy. Dạ, tôi ép chú lấy. Dạ. Cái này là ép tôi ha. Dạ. Đấy. Dạ tụi bay. Dạ. Xong rồi. Dạ. Thương với Từ quá. Ngày mai tới ủng hộ nữa nha. Dạ. Chào tạm biệt. Chào nha. Dạ, chào mấy chú. Dạ. Ráng nha chú. Đây về giờ mốt đi ra cho. Rồi đi về cẩn thận cái chân xe cổ nha. Rồi. Rồi rảnh đây giờ này hai đứa đứng nặng mụn cho nhau. Một chút mày về mà cũng nặng mụn cho tao nha. Ôi. Nãy sao tự nhiên đưa tiền quá vậy? Trời ơi, vô cái thế đó rồi tôi biết làm cái gì bây giờ. Quá đi à. Ê, thằng Rô với thằng Sáng, hai đứa bay rảnh quá ha, bước vô đây. Không lo phụ quán nó đứng đó không chuyện làm gì. Em vô liền, em vô liền. Dạ. Ê, tất kỳ này chắc căng rồi đó. Con cũng thấy không có ổn. Đi về quá. Dọn đi. Mới buồn bán được có mấy ngày à. Lời có mấy đồng đâu đưa cho nó chưa. Trời ơi, làm bèm hoài. Khổ ghê vậy đó hả? Dọn dẹp vô đi mấy đứa. Dạ. Má, má ơi, cấp cứu, cấp cứu. Ôi, cái gì vậy Lan hả? Lạc cái gì mà miệng la bài hả vậy? Ở trong khách khứa người ta đang ăn uống mà la bài hả lại gì vậy? Má ơi, nó con cậu kìa. Cậu sao? Mùi ông cứng nợ nè. Cái gì vậy? Dạ. Ông ôm đá không? Qua đá rồi. Chết cha. Sao vậy, sao vậy? Buông, buông, buông ra, buông ra. Em bị sao vậy vậy? Em lạnh, lạnh quá. Biết rồi, lạnh thì buông ra. Cái làm gì ông hoài vậy? Cứng rồi. Bây giờ, Sáng Rô, ra đây chị béo đi coi. Trời đất ơi, đây nè, nó làm sao cứng ngắc rồi nè. Coi coi sao cứng ngắc rồi, gỡ nó ra, nó lạnh quá, gỡ ra. Em sợ. Sợ cái gì? Đá nó tàn. Trời ơi, thì khùng quá dạ ơi. Dạ ơi, cậu ôm cái cục đá cái giờ cậu thành người đàn ông hóa đá luôn rồi. Trời ơi, lẹ lẹ, gỡ nó ra. Cấp rã đông cho em. Rồi, tôi nghe nè. Nó nghe bây giờ vậy nè. Làm sao gỡ nó ra thì đem vô đùm mền sức dầu nó ra cho nó thẳng lại rồi. Ơi, chùm mền làm cái gì? Bây giờ gỡ cậu ra cái mà bỏ cậu vô cái lu nước á cho rã đông. Mày điên hả? Cậu của mày tưởng đâu cái cục thịt đông á sao mày nó này quăng vô nước. Bây giờ sao cậu tao bỏ đây đây cậu. Cái đáng cưng đáng đáng. Đó đó đó. Cái cục đá xuống. Dạ. Từ. Đâu con. Ấm cậu. Chết cha nó đóng khung vậy luôn rồi kìa. Ấm vô. Được không đó. Lan, rảnh không con? Rảnh. Giờ con chở cậu đi vòng nha, cậu ôm bao đá và giống nó để cho cậu thử cái cảm giác vô mốt đó coi. Dạ. 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 Mày vô mày phụ con mày nè. Cái người gì đâu mà lớn rồi mà cái đầu như cái nho vậy đó. Cậu dạ vô liền. Để con ép xe làm sao. Mình làm vậy khoảng bao lâu á? Thì Út mới thoát khỏi cái kiếp múa ba lê vậy cô hai. Trời đất ơi, nói nhăn nói cụi gì vậy hả? Bậy bạ hoài à, đi ra làm việc, lấy cái bình nước đá là bỏ vô thùng đi, lẹ. Còn thằng này nữa, vô đi, đi làm đi, đứng xuống đó làm gì, đi làm, lẹ. Nhớ trở cho mang nha con. Dạ, dạ. Luôn á. Nè, chị cởi nó bảo hiểm đây cho dễ thở nghe không? Đây, đây, đây. Hai đừng thoáng. Sao vậy? Để cho nó ấm não. Ủa mà ghê nơi vậy đó. Ủa gì vậy anh Tư? Đem cái lò ra nè, hông cái giò nó cho nó ấm. Dạ dạ dạ. Nó lạnh lắm, nó trúng thương hàng luôn bây giờ. Dạ dạ dạ, để đó. Rồi, cảm ơn anh Tư. Rồi. Lạnh quá, có gì đắp chứ em. Đây. Đồng bên quên nữa. Từ, để tôi lấy cái này nè. Dạ dạ, đó, rồi. Nè, này chùm trước nha, cái này chùm sau nha. Rồi. Cậu Sáng. Dạ. Cảm ơn đứng ở bển quậy cái nồi nước lẩu giùm tôi nghe. Trời yên tâm, để em. Quậy đều tay là được rồi, đừng mần gì vô đó nữa hả? Dạ rồi, để tôi chăm sóc nó, anh Tư đi làm đi. Dạ. Có dạ. Dầu gì đó sức vô cho nhỏ tội dạ, nghiệp dạ, quá. Dạ. Thấy sao người sao rồi hả cưng? Hả? Ấm quá. Rồi, vậy được rồi nha. Nhưng mà hôi quá. Cái gì hôi? Cái áo hôi nước mắm. Trời đất ơi, phải chịu thôi, cái tập về của ổng mà. Rồi sao rồi? Hả?
Hai có thể hát cho em nghe bài Chiếc Khăn Gió Ấm không nha? Bài đó hát làm sao? Ở bên kia bầu trời giờ chắc đang lạnh giờ. Thôi đi, mày hát cái nữa mày qua bên kia thế giới luôn, nó khổ quá à. Bởi vậy chị nói với em rồi, lo ở nhà đi, không chịu bệnh hoạn mà cứ đội ra quán, ra quán phụ không làm được cái gì, vướng tay vướng chân người ta nữa, khổ ghê vậy. Nè chị nói nghe nha, năm nay á ha là đổ bệnh một cái nữa là khỏi thi đại học luôn đó. Em đã quyết tâm rồi. Em sẽ thi đậu đại học. Rồi. Và em sẽ cố gắng làm một ca sĩ nổi tiếng. Biết rồi, khổ ghê vậy rồi, ca sĩ nổi tiếng. Ngồi đây hơ lửa cho ấm giùm chị cái đi nha. Khổ ghê vậy, cái chị hoài nên mới bị vậy đó. Gì hai? Hả con? Quán này mở ra để buôn bán tự dưng sao nuôi người bệnh ngang xương vậy? Hèn gì hả, cái quán này ế nhệ là đúng rồi. Nhỏ này ăn nói vô duyên vô dùng à. Con nói đúng mà. Hai ơi, nhỏ này nè, hồi nhỏ đó nó mới đẻ ra coi không biết ai móc miếng rồi, nó ăn nói vô duyên hàm hồ vậy đó, chứ nó không ý gì trong bụng dạ đâu. Dạ thôi anh Tư cũng đừng có la con bé Ti, nó nói đúng mà, tại thằng này bệnh hoạn mà cứ đồ ra đây hoài nên bị vậy á. Thôi thôi anh đi làm đi để tôi chăm sóc cho nó được rồi. Dạ. Ba làm gì á? Bây giờ ba mới phát hiện ba có một cái khả năng tiềm ẩn mà ba không biết. Sau này con cứ tự nhiên gọi ba là Sáng Kem Cúc. Được không? Được. Nếm thử miếng coi. Thấy sao? Thấy sao? Hơi mặn. Mặn hả? Mặn cái mùi gì á? Mặn bỏ đường vô. Mặn bỏ đường. Nè, nhỏ kia. Đừng có sớ rớ chỗ này nữa. Dạ. Đi ra làm sao rồi gấp đá cho khách đi. Rồi. Mơn nhìn tôi đi, bớt bớt cái miệng lại. Con biết rồi. Bây giờ em ngồi đây nha. Chị đi kiếm vòng vòng có ai có cái mền không, chị mượn cho chị chùm cho nghe. Được không? Nhiều lắm, nhiều lắm, nó mặn nhiều lắm. Vậy bỏ thêm vô hả? Bỏ thêm. Ê! Trời đất ơi, cậu bỏ cái gì vô trong nồi nước lèo của tôi vậy? Em mới nêm thêm miếng đường vô, tại nó mặn quá. Trời đất ơi, mặn quá hả? Nêm lên đường vô là cậu bị khùng hả? Cậu đường đâu mà đường, lúc nãy cậu bỏ bột ngọt mà đường cái gì? Chết cha. Ủa bột ngọt hả? Nhìn nhí dưới đường vậy? Không sao, bột ngọt với lại đường nó giống nó ngọt, không sao đâu anh Tư. Trời ơi, cậu khùng quá, bột ngọt là bột ngọt, đường là đường, chết. Nó mặn lắm anh Tư, nếm thử coi, nó mặn quá trời mặn mà, thành ra em phải thêm miếng đường, đúng rồi. Mặn quá phải không anh? Mặn quá mặn. Trời ơi trời. Mặn quá mặn. Quá mặn cái gì, mặn như muối lòi luôn á. Thì đó, mặn quá trời mà. Cậu rảnh quá ha. Lúc nãy cái nồi nước lèo lẩu của tôi là tôi đã nêm vừa ăn rồi. Ai mượn cậu nêm thêm làm cái gì? Ủa em tưởng anh chưa nêm. Cái em nêm muối vô, cái em thấy nó mặn quá, cái em mềm thêm miếng đường vô. Ai dè lộn bột ngọt. Trời đất ơi, cậu nêm như vậy là bây giờ hư cái nồi nước lèo của tôi luôn rồi. Làm sao? Bây giờ trời ơi, làm ơn cậu tránh xa cái gian bếp tôi ra đây. Đi ra ngoài giữ xe làm tôi đi. Đi ra ngoài kia. Đi luôn. Đi ra đi. Bực mình. Cửa gì? Hai cha con mình ra ngoài kia giữ xe làm tao đi. Ủa đâu phải lỗi của con đâu. Không phải lỗi gì. Đứng là phải biết can ngăn chứ. Thấy bỏ một đống muối vô mà vẫn bỏ vô trong cái nồi của người ta được, mà được vẫn đứng đó nhìn được á. Cái thằng này thiệt á, hai người là tệ, dễ sợ tệ luôn à. Bực mình gì đâu à. Cái nồi nước lèo giờ đem dục luôn rồi còn cái gì nữa. Thiệt luôn á, con biết cái ngày hôm nay là cái ngày gì á, mà cứ làm việc chung với ba là tao bị chửi không à. Mày xúi tao mà còn nói gì nữa. Cái lỗi là lỗi tại ba. Ba làm hư cái nồi nước lèo của chú Tư. Rồi chú Tư la con. Trong lúc đó con biết phân biệt đâu là đường, đâu là bột ngọt. Còn ba không có biết đâu là đường, đâu là bột ngọt. Thôi mày đừng có nói nhiều. Mày con tao mà mày lúc nào mày cũng chỉ trích ba mày hết. Bây giờ không thích thì đừng có làm việc chung nữa. Mỗi người một phương, mỗi người một nơi đi. Mỗi người một nơi. Làm như con thèm làm việc chung với ba lắm á. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Mày là em của ngày hôm qua. Ô ô ô ô. Hát ba cái nhạc gì
đâu khó nghe. Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết từ từ đây. Ôi, bác cái nhạc không hợp thời đại gì hết. Giờ là người ta phải hát những cái trạng trữ tình. Ví dụ như bài lần đầu, thấy không? Đồ bất hiếu. Đồ bạo hành gia đình. Mày đừng có nói, mày bất hiếu. Bạo hành gia đình. Lát. Dạ. Mấy cái này không còn bao nhiêu đâu. Thôi để làm cho em vô lo chuẩn bị đồ đi về đi. Hôm nay em mệt rồi nha. Ê trời đâu được. Thôi để em làm cho. Anh là con chủ mà sao anh làm được. Mày nói gì? Mày nói gì? Con chủ hả? Trời ơi, sao anh em dùng cái từ gì xa lạ vậy hả? Thì em nói đúng mà, em có nói sai đâu. Có phải bây giờ anh là con ông chủ tư điền đúng không? Em là nhân viên. Nhân viên thì làm sao để ông chủ làm được, để em làm cho. Nè, nhắc lại cho em nhớ một lời cuối là đừng bao giờ anh bằng chữ đó nữa. Với lại thiệt á là từ đó giờ anh đã quen coi em như là người trong nhà rồi. Tự nhiên cái gì bây giờ mà chủ chủ rồi nhân viên cái gì khó nghe lắm nhá. Đi vô chuẩn bị đi về đi kìa. Nè, gì kết anh hai em phải không? Ôi chị kết nào có chuyện bậy bạ rồi em xin hiểu lầm sao hai má đã que luôn con vô gì quá. Thôi để chị vô chị rửa chén. Nè. Dạ. Mày muốn mày không nói không ai kêu mày câm đâu. Em nói đúng mà. Đếm đi phần đường lá này đi. Ừ. Ba giọt cái cái bèo. Hai ơi. Gì vậy? Tiền thì nó hôi quá. Thằng này lạ lùng. Tiền bán quán nhậu phải hôi chứ. Bộ mày bán vào thơm sao mày muốn thơm mày? Nó hôi hơn cái khăn trải bàn luôn á. Xin lỗi, hồi nãy chạy đi kiếm mượn cái mền. Mà giờ là người ta đắp mền, người ta ngủ ai cho mày mượn. Nên nhớ là cái khăn trải bàn của anh Tư cho cưng đắp luôn đó. Cái khăn trải bàn này đó là coi như nó sạch toàn bộ vậy đó. Chỉ có ngay cái góc này là nó dính nùi mắm ruốc thôi à. Hồi dạ, đi. Nhưng mà không sao. Nó không có hôi bằng cái yếm Hồng Hà Nhi của anh Tư. Yếm này nãy mắm muối rồi nó văng vô rồi nó hôi vậy rồi. Ngày nào cũng phải giặt thay yếm mới cho an tâm đi ha. À, anh Tư. Vậy? Rồi xong. Tôi xách theo cái tiền lớn, tiền nhỏ này nọ kia rồi đó. Tôi đưa cho anh. Anh coi lại cứ giống như tổng kết của anh không. Rồi chút còn bằng kia nó tính để vô sao. Ui mà ha? Giữ đi. Ủa anh tôi đưa cho anh tôi giữ gì? Mà giữ đi. Trời đất ơi anh chủ quán gì rồi. Tôi chủ quán. Rồi. Gì vậy? Để em xung phong làm thủ quỹ cho. Sao được? Nghĩ vậy vậy? Hả? Trời ơi. Cậu ốm yếu rồi cậu làm thủ quỹ rồi lỡ rồi nha. Cầm một đống tiền như này coi như bước tới bước lui cái đang giữa chừng cái ngã cái đùng cái người ta lấy tiền hết rồi làm sao. Chưa kể đang cầm cầm tiền nó giật nó chạy cái là sao mày chạy lại nổi người ta cưng hả? Thôi. Vuốt tiền giống như là thèm tiền lâu lắm rồi. Thôi nghiệp đó vậy vui ve chai bạc lẻ không chứ đâu có được bạc trắng gì đâu. Thôi bây giờ như vậy tôi sẽ tạo cái cặm này giùm cho anh ha. Dạ rồi chút rồi mình về nhà rồi dọn dẹp xong về nhà rồi tôi đưa tiền này lại cho anh nha. Rồi dọn dẹp về nhà gì cho chị có đem về nhà chị giữ năm sau chị đưa tôi cũng không vấn đề gì. Bậy làm sao được anh. Bây giờ tôi nói chị nè, hai cái nhà mình là coi như sát vách nhau mà giờ chị tự đang ở trong cái đất nhà tôi nữa. À nha. Chị đi trốn đường nào. À đúng không? Thì ra là vậy. Anh Tư khôn dễ sợ, chị nắm cán. Còn chị hai chơi ngu dễ sợ. Cái gì vậy? Rồi. Chơi nắm lưỡi đứt tay. Cái thằng quỷ này nói gì? Tôi nói là tôi nói ví dụ, tôi nói giỡn không con ơi. Khổ quá à. Vậy thôi tôi tạm thời tôi cầm tiền ở đây ha. Rồi anh quên nữa. Và mình phải phân chia tiền ra đàng hoàng là cái tiền nào để đi chợ đúng không? Đây nè bây giờ tôi đưa cho anh giày ngày mai anh đi chợ nha. Rồi cầm triệu đi mai chợ. Rồi đó coi 1 triệu này cầm chắc mai quán tôi bán đồ chai quá. Sao vậy? Triệu rồi đi chợ vòng hết queo rồi đâu còn gì đâu. Muốn đủ hả chứ anh cần nhiêu lận? Số 3. Cỡ 3 triệu lên hả? À. Mua dữ vậy? Người ta nói quán nè, chị thấy dạo này bán rộn rịp, bán đắt quá trời khách rồi. Coi như đồ ở trong là có hết queo, không còn cái hết gì hả? Không còn gì hết. Lu bu tôi đâu có kiểm tra đâu. Thôi vậy, nè. Rồi,
anh cầm đây đi nha. Rồi. Đi chợ thiếu đủ gì nói tôi ghi sổ. Rồi, dạ. Tôi biết rồi. Nói giờ hôm nay là cũng bộn. Ai chút còn mấy bàn này nữa, gom lại chắc cũng được số tròn tròn. Ê, mà ta nói khách khứa mấy bữa nay không biết tại vì sao á, mà ngồi trễ nãy vậy đó. Như là coi như chú này ha, ngồi từ hồi chiều tới giờ này mà chưa thấy về nữa. Tôi không biết là thất tình hay là buôn bán bị đật vuột gì hay là mẹ bỏ hay là gì tôi không biết. Ngồi đó uống cho mấy chai mà uống lâu dễ sợ lâu. Thôi, ráng chiều khách đi đó. Rồi, bây giờ đã chiều khách vậy thôi. Nhưng mà mai mốt là buôn bán dài lâu thì mình phải gò khách vô khuôn khổ mình đóng quán chứ trật tự ồn ào lắm. Thôi mình ráng chấp nhận cái thời gian đầu. Khách vui, khách tới với mình thì mình cũng vui vẻ, mình bật thiệp với người ta. Đó, rồi từ từ rồi mình rồi quy định thời gian để cho người ta, không sao đâu. Tiền. Dạ. Để em. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Để em. Em sẽ ra ngoài xin tiền. Em muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Em tin em sẽ làm được. Dạ thôi, xin nhân giao, ngồi xuống giùm tôi. Đi ra ngoài loạn trả ăn tha xỉu. Cái là không ai bê vô à, ngồi xuống. Xin nhân giao mà ban ra ngoài tính tiền là lát hồi hốt vô gạo gió bầm mình. Ngồi xuống đi ông ơi. Đây, dạ. Tính tiền giùm con không? Dạ rồi, con nghe rồi. Tính tiền chú nè con. Dạ. Của chú hả? À, đợi con tí. Của chú 3 chai bia, 1 dĩa sườn. Cho con xin 120 đi chú. Rồi. Dạ, cho con gửi lại điện thoại luôn. Dạ, con cảm ơn chú. Chú ơi, mốt chú ghé quán con ủng hộ nữa nha chú. Ủng hộ cái gì? Chưa có uống xong gì hết. Mấy ông, mấy bà toàn là ngồi nói xấu không à. Ghé cái gì mà ghé. Trời đất ơi, ông anh tôi nói nhỏ xíu, ông anh nghe luôn không anh? Để em. Gì vậy? Để em ra ngoài, xin lỗi người ta. Thôi xin nhân giao, mở xuống đây giùm tôi một cái. Rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Cảm ơn con. Ủa, chiếc SH màu trắng của tôi đâu rồi? Rồi, mấy thằng gửi xe nó mất tiêu rồi. Vũ Quang đâu? Vũ Quang. Dạ. Dạ. Mất xe rồi nè chú Quang ơi. Hả? Gì vậy? Để em phi ra ngoài. Trời ơi, khổ ghê vậy. Giao ơi, ngồi xuống đây giùm tôi cái lẹ. Dạ. Cái gì mà kỳ cục vậy? Nãy còn sáng chứ rô nó giữ xe mà kỳ vậy. Chú Quang ơi. Dạ. Vụ gì chú? Chiếc xe thắt màu trắng của tôi đây đâu rồi? Tôi gửi xe với nó màu trắng đâu rồi? Dạ. Để tôi coi. Để kêu sáng chứ rô nó giữ xe ngoài đây mà. Trời ơi, nó đi nè. Trời ơi. Sáng, rô. Dạ. Sao vậy? Trời đất ơi, giữ xe người ta mà ngu ngu gật chứ cứ này nè. Vậy, dẫn xe cho người ta đi về kìa. Xe ta đâu? Xe người ta đâu? Chiếc SH người ta đâu kìa? Chiếc SH của cái chú này đâu? Cái chiếc SH màu trắng đó. Đâu rồi? SH hả? Ừ. SH hình như là... Đẹp quá mày. Đó, đẹp quá mày. Ê, mày coi ba mày chỗ tài cô gái rồi. Phải không? Chị ơi, chị tên gì vậy? Sao không trả lời tao vậy? Chị ơi. Ủa bộ em già lắm sao kêu chị hoài vậy? À, em ơi. Dạ. À, chú này chú vui tính á, nên chú giỡn á. Dạ biết rồi. Cái gì vậy? Sao vậy? Bà ba nghĩ ba bằng tuổi người ta sao bằng tuổi chị? Phụ nữ người ta sẽ biết chữ già đó. Dạ. Ba mày kêu bằng em ơi. Ngọt nhả cũng phát âm ngọt ra. Em ơi. Em tới vô quán ăn đúng không? À, mời em vô quán ăn, anh giảm giá đặc biệt cho em. Quán là chủ quán hả? Sao giảm giá? Ủa, quán này đâu phải của anh đâu. Không, chủ quán à, anh chủ quán không tin hỏi này đây. Chủ quán không? Chú chủ quán này nè. Chú này là chủ quán luôn. Chủ quán. Anh, em mỏi chân quá. Nhỏ bạn nó chở em ở thả em ở đây nó về mất tiêu rồi. Cái xe của anh hả? Xe hả? Không, anh anh cũng có xe đẹp lắm á. Xe anh đẹp lắm. Ước gì mà có ai lấy chiếc xe đó chở em về hả? Em thích xe này hả? Dạ, xe anh giống vậy không? Phải vậy không? Này xe anh đâu á? Xe anh đâu á? Đã quá vậy? Trời mới gian về mỏi chân quá, mỏi chân quá anh ơi. Về phải không, về phải không? Dạ, dạ. Anh lấy xe anh chở em về. Rồi, khách mà. Mày quên rồi hả? Ở đây khách.
người ta đưa chìa khóa cho mình giữ không à, hiểu không? Người ta đưa chìa khóa mình giữ có gì, bà lấy, bà chở về xong xíu bà, xíu bà quay lại, chở đi anh đi. Anh đưa em về xong rồi anh sẵn vô nhà chơi biết nhà em luôn mốt, dạ. Ghé chơi, đâu? Để lẹ đi anh, lẹ đi. Được không? Ừ, làm đi. Ừ, có gì ba chịu trách nhiệm nghe. Ừ, không đâu, tao nghĩ chuyện đi. Nghe nào. Ai vậy? Ai vậy? Đi ra, đi ra. Để anh đưa em về ha. Dạ, đưa, dạ, dạ. Yên tâm. Nghe bà dặn nè, xíu nữa mà chừng nào mà khách mà có đi ra mà lấy xe này về á, con phải tìm cách nào con chặn đường khách lại, đừng câu giờ, đừng có cho người ta ra, hiểu không? Bà chở nó đi xong. Đau quá, quay về đi. Đau quá. Dạ, đừng có đường. Đi xong bà quay về liền, được rồi. Ê, anh chở em về, yên tâm đi. Dạ. Đi xe anh hoặc kiếm người coi quán này, coi quán nè. Coi quán là ba chạy, ba về liền á. Ba. Mấy ba chạy quán mà coi quán đi, để con chở cho. Ê, chóng không tới. Kẹo chân không tới hả? Chóng không tới. Đẩy phụ qua, đẩy phụ qua. Không được rồi. Được. Cái này ba mày để con chở. Con cao con chở xe này được. Ba kẹo kẹo sao tới? Mà có gì để đó cho ba. Thì ba lo ba tính rồi, hiểu không? Nhưng mà ba kẹo chân có tới. Ủa, đâu mà chạy. Ba chịu trách nhiệm cho chứ mày có chịu trách nhiệm được không? Mày đâu có đủ tuổi mà lái xe. Nhưng mà ba không có đủ chân mà kẹo sao mà chạy tới? Kệ nó, nhanh nóng từ nào là tới trả tư thì nhảy xuống. Nhanh gọn nha, nhanh gọn nha. Bây giờ hai người chở đi. Em ngồi chính giữa rồi lẹ lẹ đi, nha nha. Hai người chở. Em ngồi chính giữa. Em ngồi chính giữa. Lên lẹ đi, lẹ đi. Đi nha, đi. Kẹo tới không? Thôi để con chở cho ba ngồi sau. Ba ngồi sau đi. Xe không có bàn đạp nữa. Xe này làm gì bàn đạp? Xe này là xe tay ga. Ê, nó chạy nè, nó chạy. Trời, lên đi, trời ơi, mấy cái xe. Lên xe đi. Ê, mày về đây đi. Anh, cái đoạn đường về nhà em á nó bụi lắm. Bây giờ hai người phải bịt khẩu trang lại nha. Nè, lên xe đi, có gì đâu. Bịt khẩu trang lại đi anh. Đeo khẩu trang hả? Bụi lắm, cái đoạn đường về nhà em bụi lắm. Có gì đâu, trời ơi. Mình đi mà anh bịt mà. Đó, đó. Ủa sao em không bịt? Sao em không đeo luôn hả? Em ngồi chính giữa, hai anh thích bụi hết rồi. Rồi, đó, bịt đi, rồi. Thôi đeo luôn. Đại đi, hơi cam. Lên xe. Chóng mặt quá. Dạ. Khoan, xuống. Dạ. Xuống. Sao vậy anh? Sao vậy? Vậy đó chị hai. Trời đất ơi, bây giờ mày còn bình tĩnh, mày từ từ mày nói chuyện lại như vậy đó hả Sáng? Bị con nhỏ nó gạt rồi. Chắc chắn là trong cái này nó thẩm thuốc mê cho hai tụi bay ngủ gà ngủ gật đây nè. Trời ơi, khổ quá. Giao cho nhiệm vụ giữ xe mà làm cũng không sao, phải làm sao hả? Vậy là sao hai? Là mất xe rồi. Trời ơi. Làm gì vậy? Dạ. Qua ngân phụ ngoại gặt rau nè. Dạ. Lặt cái rau, nhìn cái rau, dạ, nhìn cái gì? Đâu có, để con sợ rớt đồ. Trời đất ơi, cái thằng Nobita thiệt tình chán dễ sợ. Hậu đó, đi đâu cũng có phải con mèo màu xanh lè đi theo á. Không có làm ăn gì được á. Con nhỏ đẹp dữ. Mèo khùng. Ui cha, đứa nào mất dạy vậy mày? Đứa nào hả? Trời đất ơi, giữa nhà tao chổi vô trong đầu trong cổ tao, con ai mất dạy hả? Dí xứ gì đâu à? Gì vậy trời? Đá trời ơi. Hẹn anh tối nay ở bụi tre sau nhà. Tôi đặt sẵn cái nón lá, có bao nhiêu tâm sự trút hết ra nhé. Tín hiệu là gâu gâu. Ý trời đất ơi, tự nhiên bắt tôi đóng con chó vậy trời. Già meo meo, không gặp không về. Ký tên Hai Lượm. Ủa, bà Hai Lượm này nay bà tỏ tình xám hồn người ta. Ủa, mà không nhận, bà vợ tôi bên Linh dễ sợ luôn. Bà vợ ơi, cảm ơn vợ nhiều nha vợ. Tao nói
ngày hôm qua đó coi như là vợ mới hiện về, vợ đồng ý cho anh đi tìm hai lượm, đi tìm vợ mới, là nếu như mà anh tìm hai lượm là vợ không có có trách nề hà gì nghe, hứa nè, nghe nè, mời ăn trái giải chơi. À, đó, ăn trái giải nha vợ. Đó, coi như vợ ăn không được đúng không, là tôi ăn luôn, tôi ăn giùm bà luôn nha. Cho vợ ngon nữa rồi. Bà nhớ giùm tôi ví dụ nha, tôi với bà hai lượm á, mà nếu như mà có tới với nhau bà không được ngăn cản à. Tại vì bữa bà hứa rồi đó, bà nhớ không? Ừ, đủ ba, lắm gì? Bà đang nói gì mẹ vậy? Đang nói chuyện chơi. Bà đang làm cái gì vậy? Ăn giải nè, mấy em. Gì? Gì? Đó, cho con mượn đi. Có cái gì đâu mà mượn. Cho con mượn đi, già cả lớn tuổi rồi, học không có động có được đâu. Nhỏ này sao nha, bớt nghe. Con nít không có được tò mò chuyện của người lớn, đi vô động ăn cơm. Nãy ba mới vừa bớt cơm ngon ăn, giờ bắt con ăn nữa là sao? Thôi bà quên á. Thôi để bà đi vô động rửa chén. Ở nay gì kỳ cục vậy trời? Kỳ vậy trời? Hôm nay ngoài đường không thấy ai buôn bán gì ăn hết vậy trời? Đang đói bụng gần chết mà đi bộ kiểu này sức đâu mà đi nổi. Tức dễ sợ, nhầm bữa hôm nay có nhiều tiền, tính đi kiếm gì ngon ngon ăn. Kiếm hoài không ra. Bỏ mười mấy ngàn, ăn buffet được không ta? Rồi, ủa sao nhớ còn nhiều tiền lắm mà. Sao còn mười... Ủa gì đây? Có ai bỏ gì trong túi quần tôi đây? Ôi dạ tôi. Mũi gì mà mũi dữ vậy ta? Chỗ gì đâu mà hẹn nhau ra đây thiệt tình á. Mũi không à. Cái gì vậy? Hẹn tôi buổi tối ở ngay bụi chuối, ngay góc chuối gãy. Nè đúng rồi. Sau đó đi lên 8 bước và ngồi xuống chờ đợi. Giờ này chưa tới nữa. Đọc ám hiệu. Miêu. Wow. Ai vậy trời? Đúng là miêu 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 miêu. Gâu 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 gâu. Trời ơi, giọng ai mà nghe quen quen vậy trời. Cười. Sao nay giọng hai khàn dữ ta. Ấy ơi. Ấy. Ấy ơi. Ơi. Dễ thương ơi, kêu cái ơi. Cho cái cho tôi. Ấy. Gặp đúng biến thái luôn hả trời. Ấy ơi. Cái tôi lỡ ấy vậy rồi đó. Cái vui lòng cho cái tôi cho ấy lên chút nha ấy. Bái tiếng hả biến thái. Ủa tôi làm hành động này là biến thái lắm mà. Ngay cái từ biến thái thêm chút nữa cái cũng không sao đâu ha. mình lỡ người tay chạm tay rồi đó, cái mình ấy vô nhau luôn như cho nó vui. Đau mạnh dữ hả em? Tập tạ mà. Gái đi tập tạ gì rồi? Để quýnh mình biến thái. Quýnh mình biến thái là ý giống như kiểu thủ tiết cho tôi á hả? Trời ơi, thương cái bàn tay gì đâu á. Chai sần hết trơn rồi nè. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Rước em một câu sẽ đi chọn tiếp với con đường. Ôi, tao biết hay vậy mày. Bài đó tao biết mà. Dễ thương. Biến thái. Không mà đừng chửi biến thái nữa mà. Biến thái. Chữ yêu hoài. Biến thái. À, vừa thôi nha, nãy giờ chữ nhiều rồi nha. Biến thái. À, chữ nó câu nó quạo á. Biến thái. Gì vậy con? Chị Lan. Chết rồi em ơi. Ông Tư, hèn chi nãy giờ tôi nghe cái giọng ông quen quen ha. Trời ơi, cậu Sáng, sao cậu ra đây? Khoan đã, còn mấy đứa này nữa.
Tại sao tụi bay có mặt ở đây? Đi ngang qua thấy Quýnh Lộn mới vô dạ, coi. Dạ, đi chơi. Tụi bay có mục đích gì phải ra đây đúng không? Đâu có đâu. Con đâu có biết gì đâu. Đi chơi tiếp. Chạy đi. Không biết gì hết nha. Bất hiểu cái gì? Ông vừa nãy là làm gì nãy giờ cậu đánh tôi quá trời vậy hả? Ủa chứ ông nghĩ sao mà ông hẹn tôi ra đây ông sàm sỡ tôi hả ông nội? Tôi điên hả, tôi hẹn cậu ra đây tới ông nội tôi hay chi? Chị cậu viết mật thư đàng hoàng hẹn tôi ra đây mà. Ủa vậy là ai viết cho tôi cái mật thư thì tự nhiên kêu tôi ra đây là sao? Ủa cậu cũng được một cái mật thư nữa hả? Ờ. Sao kỳ ta? Tôi được một cái mật thư, cậu được một cái mật thư. Trời ơi chết rồi, vậy là đúng rồi. Vậy là tất cả chuyện này là do mấy cái đứa quỷ hồi nãy nó gây ra chứ không ai á. Thành thử ra tôi với cậu á, cậu vừa mới đập tôi một cái ha, là nguyên một đám tụi nó túa ra tụi nó can liền đúng không? Là tụi nó đúng không? Trời ơi, bây giờ tôi không biết là phải nói sao nữa. Tôi quê quá, giờ tôi biết nói sao nữa. Tôi chào cậu tôi đi nha. Đó, con bé Tì, mày đứng lại, tôi giết mày chết con bé Tì. Trời đất ơi, tự nhiên viết thư kêu tôi ra rồi cái nói gì thì có ai viết thư cho ổng gì cứ... Có khi nào ông Tư ông cố tình ông viết thư cho mình, sao ra đây ông mắc cỡ ông không nhận, đam mê cái body của mình sao ta? Hả Quỳnh? Quỳnh về ta tìm cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Thằng bất hiếu đứng lại. Mày nghe mày giỏi lắm rồi ha. Bữa nay dám toa rập với hai cái đứa này ha, lừa ba đi ra ngoài kia đó rồi cho chú Sáng cho ba một cú nhục vô trong mặt nè, rồi chạy về nhà ha. Hên là tao dí được mày nha. Tao mà không dí được mày, mày chạy tốt qua bên nhà dì hai rồi làm sao mà tao đánh mày. Bữa nay tao mà không đánh mày nghe chưa, là tao làm con mày liền. Ba con năn nỉ ba. Không có năn nỉ gì hết. Mày quay cái mông mày qua đây lẹ lên. Con lỡ dạy con lần ba. Quay chú Tư Tha. Không có năn nỉ gì đó, hai đứa con không được năn nỉ chú. Bữa nay là phải tiêu diệt cái con này chú mới chịu nè. Mày chú Tư. Mày đứng ra nghe để chú đánh nó. Cái này sao mà đánh được mà đánh. Chị hai chị đánh ra cho tôi chú tiêu diệt cái con này tôi mới chịu nè. Con này phải đánh nó mới được. Rồi từ cái gì bình tĩnh lại nha anh Tư nha. Rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra, rồi xả giận nổi đi. Trời đất ơi mà tụi nhỏ nó còn nhỏ, cái gì từ nói nó rồi nói rồi có tội thì mới đánh, nhưng mà cũng không có được đánh nữa, phải nói cho nó rõ ràng dạy nó lại. Con này đã nghe chưa, là nó là tội ngập đầu nghe chưa. Một cái móc này là đánh nó chưa vừa nên tôi bứng cái xào đồ đó. Đánh này mới được nhưng mà làm sao có chuyện gì mà tại sao mà quánh nó hả? Cái bây giờ tôi nói là không có chuyện gì hết á. Coi như là hai chị em hai người về hết đi, là kéo hai đứa cháu về luôn đi, để ở nhà thử nó nhừ thử. Bữa nay ha, tao mà không bỏ mày vô trong cái máng xây sinh tố nha con, ba xây mày nhừ ra không được là ba không phải là thằng Tư Điền hả mày? Thôi Tư Điền. Nè nha. Hàng xóm nhưng mà tôi nói thiệt, anh mà anh sai sinh tố rồi là tôi bỏ anh vô máy ép ráng chịu á. Trời ơi, con tôi đánh gì nói gì vậy? Bây giờ cái chuyện gì từ nói, tại sao đánh con anh? Hả? Tại cái con này nè. Mà nó tu với lại cậu Sáng em chị là chút xíu nữa là đánh lộn rồi. Ủa gì vậy? Ủa sao nó chạy băng chuyền vòng vậy? Tự suy nghĩ là vậy, con anh mà anh xém đánh em tôi là sao? Đừng quên nữa cậu Sáng, đừng nói vụ này ra. Cậu không có gì hết đó. Nói đi, cái gì chị sợ chứ? Tôi là hoàn toàn là tôi thông cảm, tôi đồng cảm với cảm xúc của anh bây giờ. Ảnh bực bội như vậy á là tại vì hồi nãy á ảnh có tỏ tình với tôi mà thất bại. Chị hiểu không? Anh Tư à, anh nghĩ sao mà anh làm cái trò đó với tôi vậy? Tôi tức anh quá, tôi về tôi nói với chị hai tôi xong tôi thay bộ đồ, tôi bỏ áo trong quần cho lịch sự để tôi qua đây tôi khẳng định với anh một điều là anh không xứng với tôi anh Tư à. Rồi thêm một cái nữa, trước đây tôi là cũng nể anh lắm, anh giúp đỡ gia đình tôi nhiều thứ lắm. Tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông đứng đắn đàng hoàng, không ngờ anh ấy à. Trời ơi,
Trời ơi trời, trong cái đám người này có ai có cái xẻng không cho tôi mượn đi. Gì vậy anh Tấn? Tôi đào cái quyền tôi chôn tôi xuống đây, tại đây tôi chôn tôi chui xuống đất với đồ kỷ nhục quá. Anh à, thôi tôi nói anh nghe nè, từ từ mình có hạnh phúc thì mình cứ hưởng. Hưởng hạnh phúc xong rồi thì nằm xuống cũng chưa có dội mà, đúng không? Bây giờ tôi nói anh nghe, thật sự là cái tin này giống như là sét đánh ngang mài tôi vậy đó. Bây giờ không sao hết, xã hội không phân biệt thì tội gì vậy chị? Gì vậy trời 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 không, trời không, cái này rất chị là chị của em, tôi là hàng xóm của anh, hơn nữa tôi với anh cũng có cái nghĩa với nhau, đúng không anh? Dạ thì bây giờ anh không có gì hết, nếu như mà anh lỡ thích em trai tôi rồi cứ nói tôi một tiếng, tôi sẵn sàng nói má tôi là ở nhà trang hoàng đẹp đẽ để chờ anh mang cầu ra qua mà chị càng nói chị càng sai với chị Hai à, cái gì nữa mấy người đó làm chị nước mặt của tôi mà. Chị nói cho tôi lên tim tôi chết tại đây liền cho chị vô lắm gì, đúng không chứ vậy tại sao bây giờ trời ơi mà không hiểu gì hết rồi, tôi phải làm ra, bây giờ tôi phải giúp chú một tiếng đi. Chú yên tâm, chú không có gì phải nhục nhã hết. Mà con là một thằng nam tử hán đại trượng phu. Con anh sẽ bảo bọc hai đứa, anh sẽ bảo bọc chị. Con sẽ giải bày những khúc mắc nãy giờ mọi người hiểu lầm cho chú. Cho chú không có nhục với mọi người nữa. Này được nè. Đã thì ra là hiểu lầm, thấy không? Chứ tôi cũng đâu có nghĩ anh vậy được anh Tư. Mày đó, bữa bay mà bài ra cái trò gì bây giờ tụi bay giải thích ra đàng hoàng để cho anh Tư đây là còn cái mặt mũi để mà nhờ mà nhìn là tao với là còn nhìn chị Hai nữa. Mày nói giùm chú đi con. Lập dạ. Là sao? Lập là sao? Xét đánh là ùn ùn lỗ tai rồi. Cái chuyện là vậy. Lại tụi con thấy chú Tư thương thầm cô Hai. Tụi con muốn tìm một cái đường đi để chú tới được với cô Hai. Nên tụi con làm cái chuyện đó chú với ba biết rồi ha. Bà quý cha. Mà giống như mày đem mặt tao mày trà xuống đường vậy. Nguyên đám tụi bay có đứa nào có hũ sơn đen không, đem ra đây liền cho tao. Làm cái gì? Cái gì nữa anh? Rồi tôi đổ vô người tôi cho tôi tiệp ra màn đêm luôn đi, tôi nhục quá. Ơi Tư ơi, đây nè, không có gì mà nhục nhã, không có gì mà lẫn khuất trong màn đêm. Nói nghe nè, thương cô Hai đầu sớm đúng không? Nói tôi tí tôi làm mai chứ. À, dạ không phải cô Hai kia đầu sớm. Vậy chứ cô Hai nào? Dạ mà là cô Hai này. Hả? Nói gì vậy? Thì ra là tình chị duyên em mà. Anh thương chị tôi mà anh tỏ tình với tôi thì sao anh Tư? Sát à, em bỏ qua đi. Em thương chị đúng không? Quỹ thời gian của chị sắp hết rồi, em nhường chị một bước đi. Từ từ chị sẽ giới thiệu một mối khác cho em nha. Mời chị tiến lên. Tư. Dạ. Bình tĩnh, mình dạ. Lớn rồi, có gì mình nói thẳng cái bản mặt với nhau đi. Dạ, tôi bình tĩnh. Hồi nãy á, ba đứa nhỏ nói vậy, có phải không Tư? Sao có gì nói đại cho anh ngại cái gì? Nói không? 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 Chơi đùa với nhau đồ này nọ rồi qua giúp đỡ nhau thôi, yêu đương vậy nè. Mỗi ngày tôi đem đồ ăn qua cho chị như đem qua cho bạn tôi ăn vậy đó. Là tỏ tình là không có. Không yêu, không đương, tỏ tình vậy. Tình yêu là không có. Trời ơi, cái đứa này nè, nó giết vô. Dứt khoát là không có. Không. Nhát. Dục. Nhã. Mấy đứa, có sơn đen không? Chưa có hai lần khuất trong hàng đêm. Trời ơi, công tình tụi nó bày ra cái trò này thì ra tao hiểu rồi, tao cũng bị gài vô vậy phải không? Nói chung cũng nhầm lẫn thôi đúng không? Mà cũng lạ, ông không có thương chị tôi. Đừng nói thương tôi với ông nội, trời thấy ghê quá. Cái già này điếc rồi. Nè, thằng này đi về luôn, con này đi về luôn. Có con này trời rỡ. Ba đánh mày bằng sao đâu, tao mới chịu. Mày bước vô đây. Mày muốn chết ba. Ba tại sao? Tại sao mà mày lại để cho ba nhục trước mặt mọi người như vậy? Mày trả lời cho ba biết đi tại sao? Con làm là có nguyên do của con mà. Nguyên do gì? Hả? Hả? Mẹ thấy con không có mẹ không? Chị Hai đó, chị Hai thương chị Lan đó. Con muốn có mẹ thương con giống như vậy. Con biết mẹ thương chị Hai mà. Mẹ nói để có sao đâu, con chỉ muốn có mẹ thôi. Ôi được rồi.
để ba tính. Rồi ngoài cái vụ của mẹ ra rồi con có muốn gì nữa không? Ba cho con tiền mua máy vi tính đi. Rồi mai ba mua cho. Mày nghe. Vô ngồi dễ. Con xin lỗi nè. Ba thương. Theo đúng như chỉ dẫn thì đây là nhà của thằng Thành Du Côn. Thấy sợ quá. Biết ngày hồi nãy rủ theo thằng Rô đi chung cho đỡ sợ rồi. Không bỏng được. Mình lớn rồi. Mình làm mình phải dám làm dám chịu chứ. Ai biểu dại dột đi đeo cái khẩu trang nhỏ nó đưa chi trời. Nhưng mà chắc phải rủ thằng Rô theo quá. Lỡ có gì nó còn ứng cứu mình kịp. Thôi bây giờ xỉm xăm đi, xỉm xăm đi. Quyết định xỉm xăm. Thắng có nghĩa là thằng Rô nó sẽ đi, còn không thì thôi. Rồi quay luôn. Rồi quay, biết quay ra. Làm như quỷ vậy hùng ta. Tôi là người. Tôi là người. Quỷ nè. Thằng này nè. Khùng quá mày. Tao về mày nói quỷ. Mặt tao về là quỷ hả? Tao là thiên thần nghe chưa. Thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Ông này không thấy ngớm chứ đúng không ơi? Ê, ông đi đâu người ta cũng ghét ổng như quỷ vậy. Mà sao ổng cứ lo cái mặt thiên thần đang nói hoài vậy? Ý mày, tụi bay câm cái miệng lại giùm tao nghe không? Chừng nào tao nói tụi bay mới được nói nghe chưa? Ông rảnh quá ha. Đi đâu đây? Khách nè. Khách nè, qua đây làm ăn này nhớ không? Khách làm ăn. Làm ăn. Muốn làm ăn cái gì nói. Tôi qua là nói ông cái vụ mà ông hứa ông bảo kê quán tôi mất xe của khách. Ông phải có trách nhiệm chứ. Ông bây giờ ông đi hỏi vòng vòng mấy cái nhóm này nhóm kia có ai lấy không, còn không là ông phải đền tiền cho tụi tôi á. Mất xe đó gì? Đúng rồi, đền tiền đúng không? Ừ, tôi nói cho ông biết, thằng Thanh này làm việc rất có uy tín. Đây đại ca đúng không? Đại ca, để đó cho tao. Mày chữ tín mày hiểu không? Đây nè, mới gom được 5 triệu nè, cầm đi. Rồi ngày mai, đúng ngày mai có mặt ở đây, tôi đưa tiếp cho. Làm ăn vậy là rất hay, thấy chưa? Bước chân ra giang hồ làm ăn là phải có chữ tín, tụi bay nghe. Phải có chữ tín nghe không? Đúng rồi. Không một ai mà lấy tiền vô của thằng Thanh này đâu. Sao này đại ca ngu quá vậy? Ông bỏ tiền túi nè. Ủa nãy tôi đưa tiền vòng rồi. Này ông tự đưa chứ tôi đâu tôi lấy đâu nha. Cho xin lại. Thôi ông ơi, ông đã nói ông làm ăn có uy tín thì ông làm mất xe thì ông phải đền thôi. Năn nỉ xin lại. Gì ba? Chơi thì chơi năn nỉ. Ôi. Tôi năn nỉ á. Tươi ha. Năn nỉ hả? Ừ. Để tôi lên mặt. Nó không là không. Ông già này ngon. Bây giờ rượu mời không uống, uống rượu phạt phải không? Gì vậy? Hả? Bây giờ phải không? Bây giờ ông muốn sao? Hả? Ông muốn sao? Ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Hả? Hả? Sao mấy ông nói là mấy ông có uy tín thì bây giờ mất thì mấy ông cũng phải chịu trách nhiệm chung với tụi tôi chứ. À, uy tín, nói chuyện uy tín với tao. Chơi uy tín với ổng luôn đại ca. Được rồi, vậy khỏi lấy tiền đại ca. Đi mày. Bây giờ ông muốn lấy tiền của tôi đúng không? Tôi cho ông cơ hội đấu với tôi vậy. Đấu vậy? Đồ cô cá cọp. Sợ tưởng cái gì? Ba cái này ở nhà chơi thắng mấy đứa nít hoài. Ngon, bước vô. Chơi. Ok. Đại ca, đại ca. Đại ca cẩn thận nha. Ở nhà ông chơi, ông ăn mấy đứa nhỏ hoài luôn á. Bảo hoài mấy đứa nhỏ rồi. Ừ, gì vậy lắc. Đại ca mày lắc điên điên. Ừ, tao quên. Đặt đi. Đặt tiền ra. Đặt cái gì? Mở. Có bao nhiêu đặt hết đi. Đặt hết luôn đi. Bây giờ ông đặt cái gì? Ông đặt cái bầu này nè. Lắc 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 lẹ lên. Lắc lắc lắc. Yeah. Nghỉ chơi, nghỉ chơi. Vậy là ông đã hết tiền rồi nha. Về lại kia. Về tụi bay. Chứ mình xin lỗi nha. Kiếm tiền trả nợ bây giờ nợ trong nợ. Mẹ ông nha. Tuần sau nhớ lấy tiền trả nợ cho tôi đó nha. Nhớ nha không? Lỗi tại tôi đó.
Ru ơi, chị Hai ơi, tha lỗi cho em. Trời mệt quá. Ru ơi, có cách nào kiếm tiền không con? Con mệt quá. Con cũng mệt quá nè. Bây giờ ba không bao giờ nghe lời con hết á. Đừng bao giờ làm cho cái cờ bạc. Cờ bạc là bác thằng Bừng, ba hiểu không? Thì ba biết rồi, bây giờ ba đâu có chơi cờ bạc gì nữa đâu. Không cờ bạc chứ mấy bây giờ ba chơi gì? Nó đâu chơi bầu cua, nó khác. Bầu cua nó cũng cờ bạc, cũng nợ nần rồi đó. Thì ba biết lỗi ba rồi, con coi đó, bây giờ ba kể cho con nghe hết trơn rồi đó. Ba thú thiệt rồi đó. Bây giờ cái đám giang hồ ngày nào nó cũng đi tìm ba đó. Ba cứ thấy nó đứng ở gần nhà mình ngoài, ba không dám về nhà. Cứ tới cửa cơm á, phải lẹ lẹ trả vô tao ăn xong, lẹ tao bỏ tao chạy đi. Tao lang thang ngoài đường suốt nửa tháng trời này, thấy không? Có ngày nào cũng vậy, ở ngoài đường không à. Tìm cách nào đó đi con, kiếm tiền giúp ba lần này đi. Ba hứa ba hoàn lương luôn. Giờ không biết làm gì đây vợ. Hay là giờ cha con mình á, đi xin người ta được không? Đi xin mấy người quán ăn, quán nhậu gì đó. Mình làm tính tiếng đi, làm nhiêu kiếm được nhiêu rồi gom lại trả nợ cho tụi nó, chứ không là nó không có buông tha cho mình đâu. Đó, tha như vậy, ba hoàn lương vậy á, cách gì con cũng giúp ba đó. Rồi thì ba biết rồi. Nhưng mà bây giờ đói bụng quá. Mày nói ba mới nhớ. Sáng giờ ba cũng đau bao tử quá mà ba không dám nói, đói quá rồi mà không có tiền ăn con ơi. Ba giỡn con hoài, mới nói ba không có tiền. Rồi sáng gì Hai cho con tiền, dúi vào tay con một nuôi tiền, con dúi vào tay ba liền. Chủ yếu là con muốn ba ra đường, ba phải bằng bạn bằng bè, có tiền phòng hờ trong người, hiểu không? Con đưa cho ba liền, lấy ra đi mua đồ ăn, đói quá rồi ba. Còn nói chuyện đó ba phải nhớ. Con tốt với ba quá. Tốt chứ sao không tốt? Có một mình con lo lắng cho ba, có tiền cái là dúi vô tay ba liền. Đúng. Chính vì cái vụ đó mà tao mém bị người ta dí đánh rồi chết, hiểu mày? Vụ gì nữa? Dúi vô tay tao đóng tiền. Tao tưởng đâu có tiền rồi. Tao nói bây giờ, bằng cái đóng tiền này. Đúng rồi. Mình sẽ làm lại từ đầu. Đúng. Tao chạy qua cái xóm kế bên, tao chơi bầu cua, tao chơi một cú sát bạc để tao định là kiếm tiền được thì gỡ, con hiểu không? Chứ ba không có tham nữa, ba không có cờ bạc mà muốn kiếm tiền gỡ để trả nợ thôi, xong rồi từ đó là bỏ luôn. Tao chạy vô thẳng cái chỗ người ta đang bu đen bu đỏ súng sụm ở đó. Tao vô kêu tất cả tránh ra, tôi có tiền đây, tôi sẽ đặt một bàn một thôi, trời sống chết với mấy người luôn. Đáng sợ quá, dạt hết ra. Chừa một mình tao với một cái thằng lắc bầu cua ngồi đối diện hầm hầm nhau. Nó kêu ngon, đặt đi, đánh hết vào cái bầu. Mới dở cái tay tao ra một cái, nguyên một cái bàn, xung quanh ai cũng nhìn tao, chỉ có 4 tờ 500 cộng lại là 2,000. Dúi tiền vô tay ba mà mày dúi 2,000, mày kêu cho bằng bạn bằng bè. Mày có biết là sau cái vụ đó xong tao bỏ tao chạy mà nguyên cả bàn nó dí tao mà một tí nữa tao chết rồi không? Ba dục luôn 2,000. Chứ mày nghĩ tao dám quay lại tao xin lại 2,000 hả? Cái này là lỗi gì Hai nè. Thì Hai cho ít tiền quá. Bây giờ sao? Thì bây giờ không có tiền nè bây giờ. Nó nghe nè. Nếu mà đi xin người ta không được luôn á, người ta không cho mình làm tính tiếng luôn á. Còn một cách nữa, con có chịu giúp ba không? Ba không cờ bạc, cái chuyện gì con cũng giúp ba đó. Cha con mình đi ăn xin nha. Ba giỡn hoài. Thiệt, ba nói thiệt. Ba cũng nghĩ tới cái điều đó rồi. Xin đại đi, đỡ được nhiêu hay nhiêu. Nếu mà không đủ tiền trả nợ thì cùng lắm cũng có tiền ăn. Nãy giờ đi dọc đường mới không để ý, cái đường này cũng nhiều người đi qua đi lại lắm. Mình ngồi đây luôn đi, cái mình xin đi rồi kiếm tiền ăn trước đi rồi mình tính tiếp. Được không? Hết. Ăn đi rồi tính tiếp chứ giờ mệt quá rồi đi đâu có nổi nữa. Ba nghe lời con, ba đổi cái mũ vô đi. Gì vậy? Đổi vô đi. Đổi vô. Ở kéo sụp sụp xuống. Con chị, kéo xuống người ai thấy mặt. Ở cái mặt ba giang gần chết, người ta đi qua đi lại người ta thấy như vậy người ta dễ gì cho. Đúng rồi ha, đúng rồi. Sụp xuống, kéo sụp xuống. Ba sụp gì? Đó, ba ngồi im một đống đi thôi. Đó. Còn cái việc diễn xuất á là để con, hiểu không? Ráng xin nha con, ráng xin kiếm tiền ăn nha con. Có người tới rồi. Có người tới ha. Diễn đi. Ê, thiên thần luôn hé môi cười. Mang niềm vui đến mọi nơi. Tại sao có một bài mà đặt ca hoài vậy? Kệ đi, tụi thơ có một bài giống hát đi. Đúng rồi, tuổi thơ tao chỉ có một bài một thôi. Đây là bài ruột của tao, tao phải hát. Hát để ôn lại tuổi thơ của tao, tụi bay hiểu không? Hát tiếp đi. Nhưng mà mình đi đòi nợ á, mình ca cái bài này hoài biết chừng nào mới tới. Đi mày. Đàn ca hứng, tự nhắc tới vụ đòi nợ làm tao ứa gan à. Tụi bay nghĩ sao? Cái ông già lùng đó, tao hẹn là một tuần lễ phải có tiền đưa cho tao, mà tới nay là nửa tháng rồi, tao tìm hoài không được.
Kỳ này tao mà tìm được ổng nha là tao thọc huyết ổng như thọc huyết heo vậy đó. Không có hét cò gì hết trơn á. Đi tìm ổng cho tao. Đi. À, mấy chú ơi, mấy chú nán lại một tí cho hai cha con tụi con ít tiền ăn cái gì được mấy chú. Mày làm cái gì vậy? Ăn xin hả? Dạ ăn xin. Mày nhìn khỏe mạnh gần chết, có gì đâu phải ăn xin. Dạ dạ con bị mù chú ơi, con bị mù. Ủa, nó bị mù. Đó. Nhớ thiệt, mù thiệt đại ca. Dạ, em mù mà anh mập này nói đúng nè. Ủa, nó biết em mập luôn kìa. Mù kỳ vậy? Dạ không phải, tại anh đứng gần em á, cái hết gió là biết anh mập rồi. Ồ, để em thử lại coi. Thử lại coi. Ghê quá chú ơi. Ủa, nó biết em là mặt ghê luôn kìa. Không phải, nó thúi. Vừa lòng mày chưa? Hả? Mày đi qua đây. Quen. Thằng ngu như bò ấy. Mày biết bây giờ là ta giả bộ cao siêu lắm. Tinh vi lắm, mày thử là phải thử trình độ cao cấp. Mày coi tao nè. Đúng rồi. Đại ca mày ra tay để nè. Đại ca ra tay đi. Là biết mù thiệt cái mù giả liền. Ok ok, đại ca làm thử em. Để nè, mày coi nè. Ok coi nha, nè. Ok nha. Mù hả mày? Dạ mù. Mày ngón đi. Dạ không thấy. Thấy chưa? Trời ơi, ông thấy là nó mù rồi. Thấy rồi không? Chưa đâu, mày coi coi nữa nè, coi nữa nè. Mù hả mày? Dạ mù. Nghe gì không? Dạ nghe chứ. Đó thấy chưa? Nó nghe là nó mù đó, phải không? Nó nghe là hay. Nó mù. Trời ơi, thằng này hay quá. Sao tôi quậy không quá? Ủa? Ai vậy? Dạ dạ ba con á. Ba mày hả? Dạ. Không bị gì thấy ghê mày. Ba con bị nặng hơn con nhiều luôn á. Ông bị khùng hả? Ơ nặng bậy. Không phải. Bị gì? Ba con bị đau bao tử. Đi vô duyên nhà ông nội. Đi ăn xin cũng bị đặc biệt đau bao tử nữa. Không phải đau bao tử mà nặng luôn á chú. Sắp xuất huyết bao tử luôn á. Trời ơi, trời kỳ cuối rồi hả? Dạ. Trời ơi, mày có tiền không mày cho ông mua chanh cho ông đi ăn cho đi vỏ lẹ đi. Đúng rồi. Dạ kệ. Em còn mấy ngàn lẻ nè. Ra mua chanh đi cho ba ăn đi cho lẹ nha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn mấy chú. Ừ. Năm ngàn. Ê nhóc. Dạ. Mù thiệt hả mày? Dạ mù thiệt. Mày mù thiệt mà mày đếm tiền lẹ vậy phải không? Dạ không, con cảm nhận chú, con rờ rờ là con cảm nhận được à. Nó giỏi quá, nó cảm nhận được. Nó cảm nhận, nó cảm nhận được đồng tiền luôn. Trời ơi, mày giỏi quá, bây giờ tao cho mày cảm nhận thêm cái này nữa nha. Dạ cái gì chú? Mấy người làm gì quýnh con vậy? Ra mày. Cố nhân khỏe ơi, tôi có cổ dài. Ông có biết tôi tìm ông nửa tháng nay được không? Hả? Tôi cho ông một tuần lễ ông đưa tiền cho tôi, tại sao ông trốn tôi tới nửa tháng nay? Trời ơi, mấy ông thông cảm đi, tôi không có tiền, tôi mới phải trốn, nhưng tôi có tiền trả mấy ông rồi. Không có tiền đặt chơi cờ bạc. Bây giờ một là ông trả, còn hai là tôi xin ông miếng huyết. Ông muốn cái nào? Huyết, huyết thì tôi biết nhiều chỗ bán lắm. Con đi lấy tiền mua cho ông miếng huyết đi kìa. Đi mua cho lẹ đi. Ông giỡn mà. Hả? Ông giỡn mà. Tôi nói huyết là tôi lấy máu của ông đó. Chú nha, con đâu có tiền đâu mà trả, phải làm khó. Không có, chú khoan. Cái gì? Con với ba con có tiền trả chú mà. Tiền ở đâu ra mà trả? Có tiền không? Có tiền không mày? Đây con có tiền đây nè. Có tiền thì nãy giờ móc trả đi. Nó buông ra đi. Buông ra đi. Trả đi. Đúng quên mà cha con tôi có tiền rồi để cậu trả lên đi. Chỉnh lại cho tôi. Bao nhiêu cũng lấy hết nè. Có lập đứt dép rồi đền người ta đi kìa. Mày đưa tiền đi. Mày đưa tiền mày đền cho mày 10 tiền 10 đô luôn. Trả chú đi. Đây. Đây. Tiền đâu? Có tiền là thái độ lấy tiền lấy sao? Có tiền anh có tiền. Sửa sang lại cho ông tôi quay chứ. Để hỏi. Có tiền. Nè bây giờ là tôi là cung kính nè. Tụi bay cung kính nè. Tiền đó ngoan tiền là phải như vậy nè. Sao đây sao? Sao nó quen quá? Quen gì? Quen mà. Tiền của em mà. Cuối cùng nó cũng về với chủ. Tiền của mày. Mày, còn ai cho con trả đâu? Mày, đứng lại, đi đi mày ơi. Mày nói. Giờ tính sao? Sao cái gì nữa? Bây giờ bảo toàn tính mạng là trên hết. Mỗi thằng một người. Tụi nó đâu rồi? Nó kìa đại ca. Tụi nó chạy hướng đó kìa. Chỉ theo nó. Đại ca. Cái gì? Nó bên đây nè.
đuổi theo nó. Để cả đường này nè. Đường ơi, bây giờ nó nói là nó bên đây là cái hoài. Nó đường này. Bây giờ tôi nói tóm lại nó chạy hướng nào? Hướng này đây. Nó chạy hai hướng, bộ nội tao giết không được nữa. Nó chọc tôi máu điên đâu rồi. Bây giờ không giết tụi nó nữa. Ủa, vậy nó về hả? Vậy đi. Về cái đầu tụi bay. Tao nói không giết tụi nó nữa là bây giờ tụi mình đi thẳng qua nhà nó, phá nát nhà nó cho tao. Đi. Trời ơi, ai nói dạ con tôi vô dụng ở đâu. Nó cũng làm được công chuyện quá chứ. Kìa, cũng khinh giác này nọ nọ kia với người ta chứ đâu phải ăn nó không đâu. Vậy mà tối ngày cứ cằn nhằn nhỏ nó, nhỏ không làm được công chuyện. Tối ngày chỉ biết ho như chó à. Đó, bây giờ bình tĩnh không, gồng sức mà cầm nữa. Mà sao không đi chậm dữ vậy? Má ơi, con sợ đổ gạo. Trời ơi, thương quá, kỹ lưỡng vậy là tốt nha. Đúng là con của má. Má hả? Con không vô dụng đúng không má? Đúng rồi, con má giỏi quá. 2 kg gạo mà con cũng rinh nổi. Con thật là xuất sắc. Ôi ho quá. Má ơi. Gì? Đỡ của con tay má. Sao vậy? Mỏi quá. Trời ơi. Nó con tôi mà nó ho như cha tôi. Cảm ơn má đã rinh giùm con. Tôi thật là xuất sắc. Trời ơi là trời, bảo tố phong ba nào ghé nhà tôi vậy nè. Trời ơi. Quá. Hôm nay nhà mình nhiều đồ ve chai quá. Nhà mình thật là xuất sắc. Xuất sắc cái đầu mày ơi chứ xuất sắc. Trời ơi, chuyện gì vậy nè? Dạ, hả? Nội cầm trong mày. Trời ơi, ba con á đi chơi bầu cua không biết chơi làm sao á, bị giang hồ kiếm tới nhà đập phá nhà, đòi xiết xe rồi xiết nhà nữa kìa. May á mà nhà mình đông người đó. Đúng rồi đó ngoại, không nhờ con làm dữ hả là không biết tụi nó khi nào mới về nữa. Bởi vậy nói hả, ngu gì mà ngu dữ, thằng ngu vẫn biết được. Ngu nè ở nhà đó ăn nhiều nhất nhà mà cũng ngu nhiều nhất nhà. Sao vậy sao đánh cho nó chết luôn đi, để mai mốt nó không có tái phạm, nó không có ngu không phải đánh nữa. Trời ơi, chị hai đánh con chưa đủ rồi sao má còn xúi đánh con? Má kêu đánh cho chết luôn đi chứ gì nữa. Cái nhà này á, dù có nghèo khổ tao cũng ráng cho mua thịt mua cá cho tụi bay ăn. Tao để dành tiền tao mua ốc heo cho thằng Dạ ăn. Mày cũng lén mày dành ăn cho bằng được rồi. Mày ăn quá trời mà mày không lòi ra được cái khôn đầu hết. Ngu gì mà ngu dữ vậy con. Trời ơi bụng làm dạ chịu này à. Má, tại sao anh sáng làm má bắt dạ chịu? Trời ơi, sáng làm sáng chịu được chưa? Trời ơi, khổ quá. Đánh đi má ngu nè. Đánh để cho người ta nhìn vô, người ta nói tao không có một đứa con ngu. Má ơi, thôi má đừng có đánh nó nữa. Từ đó giờ nó vậy rồi, đánh nó càng ngu thêm nữa. Má đánh chi má mệt người rồi, má đau tay thêm nữa. Đó mày thấy chưa, người ta nói đó là đánh mày không được ích lợi vậy, đánh mày chứ còn đau tay hơn nữa nè. Ngu gì mà ngu dữ vậy à. Nhà má làm như con muốn ngu vậy. Thì má đẻ con ra làm sao thì con y vậy thôi. Ở nhà này ai cũng khôn hết rồi. Để con vậy đi cho con đặc biệt. Đặc biệt không? Wow. Trời đất ơi, tao đánh mày á, tao đau một. Mà người ngoài đánh mày tao đau tới 10 mày biết không? Hả? À? Người ngoài đâu, thấy người ngoài. Sáng giờ có người ngoài nào đánh đâu. Thấy toàn người nhà đánh không à. Sao nãy ngon không chịu đánh đám giang hồ kìa. Như đè con ra quýnh con không vậy? Má nói vậy chị hai hiểu rồi. Xin lỗi má, nãy giờ người ngoài lỡ đánh con ruột của má đâu. Xin lỗi má. Gì vậy? Ê mẹ con. Ngoài đây nè. Ngoài. Má này kỳ quá. Chị hai đang rầu thúi ruột, má còn nói vậy nữa. Má biết là chị hai buồn lắm không? Nhà mình không còn xuất sắc nữa. Chị hai. Cái gì vậy nè? Ê, đi đâu được cả nhà kéo đi hết vậy? Trời ơi, tôi nói vậy thôi, đừng có đi ra kiếm đám giang hồ đó. Quýnh không có lại nó đâu nha. Quánh không? Quánh không? Giờ này còn lo quánh giang hồ nữa hả? Tao thấy con hai nó đánh mày, tao giận quá, cái miệng tao nói vậy thôi.
chứ một mình nó là nó gồng gánh cả cái ngôi nhà này, nó nuôi một cái lũ ăn hại như mày. Trời đất ơi, đã nợ rồi bây giờ mày còn gây nợ nữa, nợ chồng chất trả biết bao giờ mới xong hả con? Trời đất, má ơi má, má bớt quýnh con được không? Đau quá à. Không quánh mày sao được, mày gây hại cho nó không hà. Tôi biết vậy đó, hồi xưa tôi đưa nó vào cô nhi viện cho rồi đi, chứ bây giờ ở đây mày làm cũ đó. Ui da, trời ơi, quýnh hoài, trời ơi. Ui da, tha cho con má ơi. Trời ơi. Ui, sao mà ế dữ vậy nè. Cái nồi sữa nó muốn thiêu tới nơi rồi, mong mai tới mua ủng hộ hết làm sao. Chị ơi. Chị Bí, bán tôi chén đồn nằm nha. Ê được, được nha. Thiếu nha. À nè, mày vọng nguyên cái chén này vô trong họng mày luôn đi. Không có thiếu cái gì hết trơn á, đừng có làm cái mặt tội nghiệp đó. Đây là cái gì mày? Chỗ người ta buôn bán chứ ai mở hàng đó, đừng quân âm minh vô hồn không à. Bỏ nghe mày. Ủa con nhà ai đi đâu đây? Nước hả? Ê, đi mua sữa đậu nành đúng không? Trời ơi, bán sữa đậu nành này mà gặp cô bé dễ thương như vậy mở hàng là coi như vô mánh rồi đó. Từ từ nha, để múc cho uống nha. Ê con, uống nha. Đây. Vô, mạnh giỏi, uống vô. Ờ, nhiều vô, nhiều vô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây. Rồi sao sao? Đói. Đói hả? Đói không con? Giờ mình uống sữa xong rồi mình ăn nha. Ăn nè. Đó, muốn đồ ăn thì có đồ ăn. Ta da. Ăn đi con, ăn nhiều vô cho mau lớn nha. Ăn vô, nuốt vô, nhai. Cắn cái miếng bánh này nhai. Thôi heo ăn ở đâu mà sọp sọp vậy trời. Mẹ bà mày, mẹ mày, cái thằng mày. Hồi nãy mày ăn chịu, ăn thứ không được giờ mày ăn. Đi ra cho ca chơi. Con muốn xem nè. Trời ơi là trời, thứ gì á. Ăn thêm đi con, tiền ba mẹ con có thể bù được cái này nha. Ăn vô, nè, ăn vô, nuốt vô, ngon lành nha. Miếng nữa nè, ăn đi con. Sao mà tiếng ở đâu nó ra hoài, đuổi ở đâu đuổi đi rồi mà sao mà có tiếng gì? Trời ơi là trời, cái gì hoài vậy ông nội nè, thằng ông nội đi ra, đi. Có bao nhiêu đâu mà thiệt tình đó nha. Bụng mang dạ chữa mà mày trông tao hoài à. Tao đẻ non là cũng tại mày không đó. Thứ gì vậy? Rồi con ăn xong chưa? Rồi rồi đưa tiền. Trời đất ơi con đi lạc mà sao nãy giờ con không nói cho cô biết. Nãy giờ con cho con uống con ăn quá. Trời bao nhiêu tiền bạc của cải của tôi. Thiệt tình con nhỏ này à. Sáng tới giờ toàn cái gì đâu không à. Bởi gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Hả? Ăn chịu ăn thiếu cho đã rồi bây giờ kêu con ăn tới nữa là làm sao? Giờ không cho tôi bán nữa chứ gì thì bắt quá tôi đi chứ có gì đó đâu. Chào chị. Ủa? Tụi tôi muốn xác nhận đứa bé này có phải là con của chị hay không? Trời ơi con cái gì của tôi ở đây? Con tôi nằm ở trong này nè. Trời đất ơi, từ sáng giờ hết gặp cái thằng này tới gặp con nhỏ này. Giờ hai anh tới đây để làm gì nữa? Không lẽ giờ hai anh lo tôi vậy được không? Không biết tôi nghĩ là chị nên khai thiệt đi. Ôi, từ nãy đến giờ tôi nói không có gì là không thiệt đâu. Trời ơi, những gì mà tôi nói là thiệt hết đó. Tôi mà nói giả coi như tôi chết liền đi. Đề nghị chị nghiêm túc. Đây là cơ quan điều tra chứ không phải là chỗ ngoài chợ đâu. Muốn nói gì thì nói. Chị là mẹ của nó mà. Tại sao chị đẻ nó ra là chị bỏ rơi bỏ rớt nó? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Rồi cuộc sống của đứa bé này nó ra làm sao? Mai mốt nó phải làm sao? Không lẽ là chị bắt nó đi bụi đời? Rồi chị bắt nó làm xã hội đen, đi buôn bán ma túy, đi làm chuyện này chuyện nọ hả? Anh ơi, anh gì? Đứa bé là con gái mà anh. Hiểu bình tĩnh. Làm sao mà tôi giữ bình tĩnh được? Anh nhìn kìa, mặt bà ác quá mà. Chị có biết á, hành vi mà dứt bỏ trẻ em như vậy là phạm pháp không? Tụi tôi có thể kiện chị về tội ngược đãi trẻ em đó. Trời đất, cơn khổ ghê không? Tại nếu mà tôi có một cái điều ước là tôi ước chi mà bắt tôi cái tội mà là buôn bán lớn chiếm lòng lề đường, làm mất mỹ quan đô thị này nọ tốn rất. Tuy nhiên giờ dướng vô cái vụ này tào lao hết sức rồi. Bây giờ tôi đề nghị chị hợp tác với chúng tôi, phải tìm ra sự thật chuyện này. Từ nãy tới giờ tôi có nói cái gì là khác sự thật đâu. Đây nè, tôi nhắc lại thêm một lần nha, một lần thứ 108 nha.
là tôi đang ngồi tôi bán sữa, tôi bán sữa đậu nành, rồi cái con bé này nó chạy tới, nó nói nó khát sữa, cái tôi lấy sữa ra cho nó uống, tôi uống xong cho đã học nó, rồi nó bắt đầu nó đói, cái tôi lấy đồ ăn ra cho nó ăn, xong rồi tôi chờ người nhà nó tới rồi tôi đòi tiền lại đó, cái chờ hoài chờ quỷ chờ tới chiều, cái cuối cùng bà nói bà đi lạc con nữa đi. Thưa đồng chí, bà nói xạo đó cái đồng chí. Tôi nè, tôi là khách quen của bà. Quen hồi nào tôi bán cho hồi nào mà quen. Quen không quen, mỗi lần tôi tới là bà dọn rồi. Tôi nói gì mà nói nghe được à? Vậy đó, nhưng mà tôi biết mặt bà ha. Tôi là người chứng kiến bà. Bà lấy sữa ra, bà cho con bé này uống. Xong rồi bà lấy bánh ra, bà dụ dỗ nó nữa. Là tôi nghĩ là bà đang có một âm mưu gì đó để bắt cóc em bé. Và thưa các đồng chí, chính vì vậy tôi mới tới đây báo cáo cho các đồng chí biết. Nè, đang nói với đàng hoàng nha. Cái chuyện đó, nó khác, nó đói, tôi đem đồ để cho nó uống, nó ăn. Có cái chuyện gì đâu, mất mớ, cái chuyện bắt cóc. Ủa sao tôi đói mà không cho tôi ăn? Không ăn cho hết sữa nhà tôi thành gì? Trời, bà bán buôn mà nói gì kỳ vậy? Vậy sao không nghe được? Thôi, đây là cơ quan điều tra chứ không phải ngoài đường ngoài chợ. Muốn nói gì thì nói. Trời ơi, tôi đã nói từ nãy tới giờ tôi là gái bán sữa. Mẹ, tôi đề nghị chị nói cho nghiêm túc nha. Bây giờ chị khẳng định đây không phải là con chị đúng không? Đúng rồi. Chắc phải không? Chắc. Trời ơi, nó con tôi được tôi nuôi rồi, mất mớ rồi tôi bỏ con chi. Trời ơi, khổ ghê. Được rồi. Con, bây giờ con nghe chú hỏi nè. Con này có phải là mẹ con không? Ừ, dạ. Nhìn qua chỗ khác, chú hỏi thì nhìn chú, nhìn tôi. Để em rồi, đứa bé nó nói. Dạ, mẹ con. Đó, thấy chưa? Bây giờ chị còn gì để nói? Nó kêu chị bằng mẹ kìa. Trời đó, tôi nói nãy giờ quá trời quá đất. Mà thiệt tình luôn, tự nhiên cho tôi bằng mẹ ăn chi dướng chứ mấy cái chuyện này tào lao quá sức à. Chúng tôi đang nghi ngờ chị là mẹ ruột của cô bé này. Cho nên là tôi sẽ hỏi thêm một lần nữa. Nếu đứa bé xác nhận là chị là mẹ của cô bé thì chúng tôi sẽ giam giữ chị lại để chúng tôi điều tra. Con nghe chưa, hỏi một lần nữa nghe. Có sao con cứ nói vậy, bình tĩnh, không có gì hết á. Nếu mà mẹ của con á thì con cứ nói là mẹ của con, không sao hết nghe. Đây có phải là mẹ của con không nè? Dạ, mẹ con. Thấy chưa? Đó. Bây giờ mọi chuyện nó quá rõ ràng, chị còn gì để nói nữa không? Dạ, con đang tính hỏi là mẹ con đang ở đâu. Ủa vậy là vậy đó. Vậy đó. Không phải là con chị. Vậy đó, hãy tới. Nãy giờ tôi nóng quá, mẹ giờ mát rồi đó. Giờ tới lượt hai anh nóng nè. Tôi bạc quá. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Tụi tôi xin lỗi đã làm phiền chị. Không có gì lỗi phải đâu, tôi cũng giận hai anh. Giờ tôi hỏi chứ hai anh rảnh không? Có gì không chị? Nhờ bắt người này giùm cái. Ai vậy? Cậu Du Khống đó. Bắt giùm. Cảm ơn chị. La 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 la